bởi vì nàng tin người hội nghị này sẽ không đưa ra những tin tức sai. Đồng thời nàng cũng biết hiện nay Bùi Đông Lai đang học tại Đại học Đông Hải. Như vậy, Bùi Đông Lai trở thành đệ tử của Cổ Bồi Nguyên lại còn có quyền nói chuyện tại buổi hội nghị này thì hết thảy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cô khỏe chứ? Xin mời cô chứng nhận thân phận của mình để chúng tôi đưa thẻ tham gia hội nghị hôm nay cho cô. Không đợi cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần, nữ nhân viên kia thấy Tần Đông Tuyết đi vào thì liền nở ra nụ cười, nói. Nghe được nữ nhân viên kia mở miệng thì cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần, theo bản năng nàng ngẩng đầu lên. Sau một khắc, Tần Đông Tuyết đã xuất hiện trong tầm mắt của cố Mỹ Mỹ. Lộp bộp. Thấy được Tần Đông Tuyết xuất hiện trước mặt mình thì trong lòng cố Mỹ Mỹ không khỏi căng thẳng. Bởi vì đi tới Yên Kinh học, bởi vì có Chu Kiến bạn trai của nàng là một hội viên trong Hồng Kinh hội nên cố Mỹ Mỹ chẳng những biết được Tần Đông Tuyết là người của Tần gia. Hơn nữa nàng còn biết Diệp Tranh Vanh đã xem nàng là Thái tử Phi rồi. Mà người được xưng là Thái tử Diệp Tranh Vanh kia cũng đủ khiến cho bạn trai của nàng là Chu Kiến phải cúi xuống liếm giày rồi. Hừ! Không phải là đề thi này đơn giản nàng cô mới làm được điểm cao như thế sao? Ôi, không nghĩ rằng một người lúc nào cũng tỏ ra là thánh nữ như Tần Đông Tuyết đồng học lại an ủi mày, thật là mặt trời mọc ở phía Tây A. Bên tai vang lên những lời chê cười của mình đối với Tần Đông Tuyết lúc trước, nhìn ngày hôm nay ngay cả tư cách sách giày cho Tần Đông Tuyết thì bản thân mình cũng không có. Cô Mỹ Mỹ cảm thấy rằng bản thân mình giống như chú hề đứng trên sân khấu, nàng hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Lúc này đây, tuy rằng đã nhận ra sự có mặt của cố Mỹ Mỹ nhưng Tần Đông Tuyết cũng không có chào hỏi cố Mỹ Mỹ mà là liếc mắt nhìn cố Mỹ Mỹ một cái. Sau đó nhận lấy thẻ rồi hướng về phía thang máy mà đi tới. Nhìn thấy Tần Đông Tuyết nhìn thoáng mình thì cố Mỹ Mỹ cảm thấy rằng mặt của mình đã bị tát một phát. Lòng hư vinh của nàng rất mạnh, theo bản năng nàng cho rằng Tần Đông Tuyết cố ý giả vờ không nhận ra nàng là muốn trả thù năm đó nàng đã chê cười Tần Đông Tuyết. Người Trung Quốc thường rất ngu xuẩn, lúc nào gặp phải chuyện gì to lớn không biết cách giải quyết thì đều cũng tự tỏ ra là thông minh, rồi sau đó liền dùng tinh thần AQ để tự an ủi mình. Lúc này cố Mỹ Mỹ cũng như thế. Mặc dù bị Tần Đông Tuyết đả kích làm cho trọng thương đầy người nhưng mà nàng nghĩ tới Tần Đông Tuyết từng nói qua lời yêu thương với Bùi Đông Lai thì trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Trong lòng không ngừng cười lạnh, Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai. Mày tưởng rằng hôm nay mày đến tham dự hội nghị thì đã rất nghiêu sao? Hắc hắc, mày nằm mơ cũng không nghĩ ra được trong lần hội nghị này, mày chỉ làm nền cho những người khác. Mày chỉ là diễn viên phụ, phối hợp với những đại nhân vật trong đó mà thôi. Còn về phần tình yêu của Bùi Đông Lai với Tần Đông Tuyết ư? Hắc, thân là người xuất thân bần hàn như Bùi Đông Lai thì vận mệnh của mày đã được định rồi, mày có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một con chicken mà thôi. Thế giới của Tần Đông Tuyết là thế giới mà mày không có tư cách để bước vào. Lúc mày biết được Tần Đông Tuyết là Thái tử Phi thì một khắc đó thì không biết vẻ mặt của mày sẽ ra sao đây. Chẳng qua là, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, người thiếu niên kia lại biết hết thảy mọi chuyện. Lúc này đây, trong hội trường, khi bước vào thì Bùi Đông Lai liền tìm kiếm bóng dáng của Tần Đông Tuyết, kết quả là phát hiện Tần Đông Tuyết chưa đến. Đối với việc này hắn cũng không cưỡng cầu. Mà đi chào hỏi mấy vị lão bằng hữu của Cổ Bồi Nguyên, sau đó đến ngồi tại vị trí của mình. Bởi vì buổi thảo luận sắp bắt đầu cho nên mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Thông qua thị lực biến thái của mình thì Bùi Đông Lai có thể thấy được trên đài chủ tịch có 7 chiếc ghế dành cho 7 người. Trong đó ở giữa là một vị đại lão cấp quốc gia, bên cạnh là 3 vị cán bộ thuộc Ủy ban Trung ương. Ngoài ra còn có Cổ Bồi Nguyên, Trần Tử viết thêm vào đó chính là Tống Kim. Người mà Bùi Đông Lai đã gặp mặt ở phòng ăn. Ách! Sau đó, ánh mắt của Bùi Đông Lai ngó về phía cửa hội trường, hắn thấy được một bóng dáng thân quen xuất hiện ở đó, trong lòng không khỏi run lên. Bá! Sau đó, đạo thân ảnh ấy xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội trường. Một loại cảm xúc tên là kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kinh diễm không phải vì dung mạo của nàng. Kinh diễm là bởi vì tài hoa hơn người của nàng. Đối với mọi người tham gia buổi thảo luận hôm nay mà nói thì bọn họ đều biết Trần Tử viết là Cổ Bồi Nguyên là người tài hoa như thế nào. Họ nhận đệ tử không cần quan tâm đến xuất thân, địa vị, chỉ chú trọng đến một điểm đó là tài hoa. Đối với lần này, bọn họ cũng rõ ràng cô bé Tần gia được Trần Tử viết nhìn chúng thu làm đệ tử cũng không phải là bởi vì ánh hào quang của Tần gia mà là bởi vì tài hoa hơn người của nàng.
Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai nhìn chăm chăm vào thân ảnh mà lúc nào mình cũng nghĩ kia. May là hắn đã sớm luyện được một trái tim tăng cường, nếu không là lên tăng sông rồi banh chè rồi. Đôi mắt của hắn hiện lên mấy phần kích động cùng hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có đứng lên, cũng không vẫy vẫy tay về phía Tần Đông Tuyết mà chỉ lặng lặng nhìn vào. So sánh với Bùi Đông Lai mà nói thì trong đôi mắt của Tần Đông Tuyết lại hiện lên vẻ kích động, nàng vừa đi về vị trí của mình, ánh mắt lại ngó qua ngó lại để tìm bóng dáng Bùi Đông Lai. Một người, hai người, ba. Mặc dù Tần Đông Tuyết đã rất cố gắng nhưng số người trong hội trường quá nhiên, cho nên khi nàng vừa bước đến vị trí của mình thì vẫn không tìm được bóng dáng của Bùi Đông Lai đâu cả. Nhưng mà, Tần Đông Tuyết không bỏ qua. Đợi sau khi đến vị trí của mình, nàng không có lập tức ngồi xuống mà vẫn không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, không đợi Tần Đông Tuyết tìm được bóng dáng Bùi Đông Lai. Một nhóm 8 người đã xuất hiện ở cửa hội trường. Trong bọn họ, trừ Diệp Tranh Vanh ra thì những người khác đều ngồi ở trên đài chủ tịch, bọn họ được coi là diễn viên của buổi hội nghị hôm nay. 8 người xuất hiện lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó, Diệp Tranh Vanh đi về phía chỗ trống bên cạnh Tần Đông Tuyết, mà 7 người còn lại thì đi lên đài chủ tịch. Mắt thấy Tần Đông Tuyết không nhìn về phía đài chủ tịch mà đưa mắt tìm bóng hình ai đó trong đám người thì chân mày của Diệp Tranh Vanh khẽ nhíu lại, hắn không nhịn được mà liếc qua vị trí của Bùi Đông Lai thì thấy Bùi Đông Lai cũng giống như Tần Đông Tuyết, cả hai đang tìm nhau. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại, trong đôi mắt hiện lên tinh quang. Trong lòng Tần Đông Tuyết vừa động, theo ánh mắt của Diệp Tranh Vanh mà nhìn tới. Sau một khắc, nàng đã nhìn được khuôn mặt mà mình vẫn luôn khắc sâu trong nội tâm. Bùi Đông Lai không chú ý đến ánh mắt không có ý tốt của Diệp Tranh Vanh mà hắn hướng về phía Tần Đông Tuyết, nở ra nụ cười. Diệp đại thiếu gia, Tần gia Kim Chi, thiếu niên Bùi gia, cuối cùng cũng gặp nhau. Trong đôi mắt hiện ra bóng dáng thân quen, khuôn mặt tươi cười của Bùi Đông Lai thì trong lòng Tần Đông Tuyết không khỏi run lên, sau đó nàng giống như là bị trúng phải ma pháp, cả người đứng ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt quen thuộc sớm đã khắc sâu trong lòng mình. Hắn gầy rồi. Trong lòng nàng nhói đau. Nhìn, Tần Đông Tuyết thấy được Bùi Đông Lai làm ra một động tác ý bảo nàng ngồi xuống. Nàng mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch, hoàn toàn không để ý đến Diệp Tranh Vanh ở bên cạnh nàng. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đem mình trở thành không khí, thân là đại thiếu gia của Diệp gia thì Diệp Tranh Vanh cũng không có biến hóa gì, hắn lẳng lặng không lên tiếng rồi ngồi ở bên cạnh Tần Đông Tuyết. Sau đó, mọi người trên đài chủ tịch ngồi xuống, buổi thảo luận và nghiên cứu học thuật kinh tế chính thức được bắt đầu. Dựa theo lễ thường của buổi hội nghị thì thân là người phụ trách thì lý chủ nhiệm liền bước lên đài rồi giới thiệu những vị đại biểu đến tham gia, mỗi khi giới thiệu một vị nào thì tiếng vỗ tay liền được vang lên. Đợi sau khi giới thiệu các vị đại biểu và các lãnh đạo xong thì lý chủ nhiệm lại mời người chịu trách nhiệm của buổi lễ hôm nay lên nói chuyện. Sau đó là giới thiệu sơ qua các mô hình rồi mời những chủ nhân của những người làm ra những mô hình kinh tế ấy lên nói chuyện. Vị đại lão chủ quản kinh tế kia đi giày tây, đầu tóc được chải chuốc cẩn thận. Cũng giống như vị đại lão khác, vị đại lão này cũng nắm quyền cao, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Các đồng chí, theo xã hội phát triển và tiến bộ thì tầm quan trọng của giả thuyết kinh tế đã được mọi người thấy rõ. Xử lý như thế nào để vấn đề giả thuyết kinh tế và kinh tế thực thể được tốt hơn, đó chính là mệnh đề của các nhà nghiên cứu kinh tế trên khắp toàn quốc cũng như quốc tế. Đây cũng là lý do để tổ chức buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế hôm nay. Vị đại lão kia nói ngắn gọn và xúc tích nên đạt được những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. So ra mà nói thì người thứ hai lên tiếng là lý chủ nhiệm lại nói đến vấn đề khủng hoảng tài chính, nói rõ tầm quan trọng của giả thuyết kinh tế, cùng với mối quan hệ điều tiết của nó với nền kinh tế vĩ mô của quốc gia. Thông thường mà nói thì đối với lũ người Trung Quốc ngu si, mỗi khi có đại hội gì, chỉ cần là lãnh đạo lên tiếng thì đều đạt được những tràng pháo tay. Lý chủ nhiệm của vậy, mặc dù cách nói chuyện của hắn vẫn hơi rườm rà nhưng mà vẫn được mọi người vỗ tay hoan hô. Sau khi lý chủ nhiệm kết thúc cuộc nói chuyện của mình thì một nam nhân trung niên hiện đang giảng dạy tại Đại học Nam Quan bước lên đài, đề tài của người này là giả thuyết cùng ý nghĩa lý luận của kinh tế. Từ ý nào mà nói thì bài luận văn của người này được đánh giá khá cao, điều đó cũng làm cho Bùi Đông Lai được khai mở nhãn giới. Người lên đài tiếp theo là một vị có thanh danh không nhỏ hiện đang giảng dạy ở Đại học Kinh tế Tài chính. Hơn nữa đối với giả thuyết kinh tế này thì hắn đã nghiên cứu,
tiến hành trình bày và phân tích kết quả mới nhất. Sau đó, mấy vị có danh khí không nhỏ của ngành kinh tế học đều lên trình bày đề tài của mình. Đề tài của bọn hắn căn bản là toàn nói đến lý luận chưa có bước đột phá gì cả. Điều này làm cho các vị lãnh đạo cùng với những nhà kinh tế học có tiếng trong quốc nội cảm thấy thất vọng. Đồng thời bọn họ cũng kỳ vọng vào mấy người lên sau, nhất là Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. Bọn hắn đều cho rằng hai người này sẽ dùng bài luận văn của Cổ Bồi Nguyên và Trần Tử viết, đây cũng nói chính là đem kết quả nghiên cứu của hai ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế phân tích cho mọi người nhìn xem. 10 phút 30, lúc người thứ 6 vừa nhận được tiếng vỗ tay của mọi người rồi bước về vị trí ngồi của mình thì Tần Đông Tuyết từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bá! Thấy Tần Đông Tuyết đứng lên, toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Bọn họ mong đợi Tần Đông Tuyết hoặc là nói Trần Tử viết ở phía sau Tần Đông Tuyết viết ra cái gì. Cùng những người kia bất đồng, Bùi Đông Lai mong đợi chính là biểu hiện của Tần Đông Tuyết. Từ Tô Thị Vận thì hắn biết được bài luận văn của Tần Đông Tuyết chính là do một tay nàng làm, thân là lão sư của Tần Đông Tuyết thì Trần Tử viết chỉ giúp nàng hoàn thiện mà thôi, cũng không có thay đổi nội dung chính trong bài luận văn đó. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần Đông Tuyết xuất hiện trên bục, đầu tiên là nàng mỉm cười với mọi người sau đó cúi chào một cái thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng. Tôi là Tần Đông Tuyết, sinh viên của khoa kinh tế của trường Đại học Yên Kinh, hôm nay, chủ đề của tôi là quan hệ giữa giả thuyết kinh tế và khủng hoảng kinh tế. Mặc dù đối diện với nhiều người như vậy nhưng mà Tần Đông Tuyết đứng ở trên đài cũng không tỏ ra khẩn trương. Luận văn này không phải là do Trần Tử viết làm. Tần Đông Tuyết lên tiếng không bao lâu, dường như tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này. Mặc dù bài luận văn này không phải là do chính tay Trần Tử viết làm ra hơn nữa cũng có một vài chỗ sai sót. Nhưng mà, nói lại làm cho người ta có một cảm giác mới mẻ. Dưới dạng tình hình như vậy, đợi sau khi Tần Đông Tuyết kết thúc bài luận văn của mình thì nàng liền nhận được nhiều tiếng vỗ tay. Nghe được tiếng vỗ tay vang lên, trên miệng Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười. Sau đó nàng hướng về phía dưới đài cúi chào rồi nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, sau đó mới bước xuống đài. Nhìn Tần Đông Tuyết đi tới, trong mắt Diệp Tranh Vanh hiện lên một tia cân nhắc. Nếu trước kia, nói đơn giản là Tần Đông Tuyết khiêu khích đến tôn nghiêm của hắn làm cho hắn muốn thuần phục Tần Đông Tuyết ở dưới chân mình, để nàng làm đẹp cho nghi thức lên ngôi của hắn nhưng mà, nghe xong bài luận văn vừa rồi của Tần Đông Tuyết thì Diệp Tranh Vanh cảm thấy Tần Đông Tuyết so với tưởng tượng của hắn thì còn xuất sắc hơn một chút. Bởi vì, hắn cũng nhìn ra được bài luận văn này không phải là do Trần Tử viết làm ra, mà chính là của Tần Đông Tuyết làm. Thấy được ánh mắt của Diệp Tranh Vanh, Tần Đông Tuyết cũng không để ý mà là ngồi vào chỗ của mình, trong lòng mong đợi Bùi Đông Lai lên tiếng. Đối với tính của Bùi Đông Lai thì nàng rất hiểu. Nàng tin tưởng, người thanh niên ngông nghênh kia cũng giống nàng, cũng không lấy bài luận văn của người khác mà lấy chính thành quả nghiên cứu của mình. Sau đó... Lên đài không phải là Bùi Đông Lai mà là Hoàng Oanh, chủ đề của nàng là quan hệ giữa giả thuyết kinh tế và kinh tế thực thể. So sánh với Tần Đông Tuyết thì chủ đề của Hoàng Oanh lại lớn hơn nhiều, hơn nữa lại cùng mệnh đề nghiên cứu chung của các nhà kinh tế học trong nước cũng như quốc tế. Bởi vì không ít người tham gia cũng không ôm hy vọng quá lớn vào Hoàng Oanh, ở bọn họ xem ra dù sao Hoàng Oanh cũng còn trẻ, có thể lên đài phát biểu cũng chỉ là muốn mạ vàng, vì con đường làm quan sau này của mình mà thôi. Nhưng, từ lúc Hoàng Oanh mở miệng thì sắc mặt của mấy người đó liền thay đổi. Bởi vì bọn họ nghe được, mặc dù chủ đề của Hoàng Oanh là rát lớn hơn nữa lại nêu ra nhiều quan điểm mới, đưa ra nhiều phương hướng phát triển nhưng mà nếu áp dụng vào thực tế thì rất có khả năng. Bành bạch, bành bạch. Cho nên, không đợi Hoàng Oanh lên tiếng kết thúc, tiếng vỗ tay trong hội trường đã vang lên. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Diệp Tranh Vanh không nhịn được mà quay đầu liền Tần Đông Tuyết một cái, khóe miệng nở lên một nụ cười. Đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết khẽ nhíu lại. Dường như đã nhận ra Tần Đông Tuyết tức giận, Diệp Tranh Vanh cười nhạt. Nếu như hắn cầm ra thứ bản thân hắn làm thì căn bản sẽ không có mặt mũi nào để bước lên đài. Nếu như hắn giống cô để cho Cổ Bồi Nguyên sửa đổi, hoàn thiện, thậm chí cho dù Cổ Bồi Nguyên có tự thân làm ra thì cũng không thể so sánh được bài luận văn của Hoàng Oanh. Dù sao thì ba tên đánh giày cũng hơn Gia Cát Lược, huống gì là nhiều người mưu trí như vậy. Vẻ mặt Tần Đông Tuyết khinh thường. Tần Đông Tuyết, tôi biết cô khinh thường thủ đoạn như vậy.
Nhưng mà cô có nghĩ đến mục đích của hắn đến đây là để muốn bước vào cánh cửa Tần gia là muốn để cho trưởng bối Tần gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Nụ cười trên mặt Diệp Tranh Vanh không giảm. Chuyện đến bây giờ, mặc kệ cô có thừa nhận hay không thì ván này hắn đã thua. Sau đây xin mời Bùi Đông Lai học tại Đại học Đông Hải lên đài phát biểu. Diệp Tranh Vanh vừa dứt lời, giọng nói của người chủ trì liền vang lên. Dưới ánh đèn, sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh rồi đứng dậy. Nếu cậu ấy đã tới đây thì chắc chắn sẽ không thua. Tần Đông Tuyết ngưng mắt nhìn vào bóng dáng cao ngạo của Bùi Đông Lai, giống như là trả lời Diệp Tranh Vanh, cũng giống như là lầm bầm. Bá! Bùi Đông Lai đứng dậy liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường. Hắn cũng giống với học trò của Trần Tử Viết, đều dùng bài mô hình của mình sao? Thấy Bùi Đông Lai đứng dậy không ít người trong phòng đoán thầm. Không có đáp án. Đối với họ, trước khi Bùi Đông Lai mở lời thì chẳng ai đoán được. Đây là đáp án trong lòng bạn bè của cổ Bồi Nguyên. Bởi vì hắn thấy rằng nếu phát biểu của Bùi Đông Lai là kết quả nghiên cứu của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai cũng chẳng đem lại cho hắn chút gì mới lạ. Hiểu ra điểm này, nhớ tới việc cổ Bồi Nguyên từng khoe khoang về nhãn giới cực cao của mình, cả đám đều tỏ vẻ háo hức, chờ mong Bùi Đông Lai phát biểu. Cứ vậy mà nói thì mục đích chủ yếu khi tham gia hội nghị hôm nay của bọn họ là muốn nhìn xem, rốt cục Bùi Đông Lai có cái gì mà cổ Bồi Nguyên khoe khoang khoác lác, chém gió đủ đường. Cổ Bồi Nguyên cũng chờ mong. Nhưng mà, hắn mong chờ không phải bài phát biểu của Bùi Đông Lai mà là những lời của Bùi Đông Lai sẽ ảnh hưởng lớn tới khu vực kinh tế trong nước, thậm chí là quốc tế. Vô cùng kỳ vọng, sự kích động khó lòng che giấu trên gương mặt cổ Bồi Nguyên. Bởi Tần Đông Tuyết đánh giá quá cao Bùi Đông Lai nên lúc này Trần Tử Viết cũng rất mong chờ biểu hiện hôm nay của đối phương. Giờ thấy cổ Bồi Nguyên khó kiềm chế được sự kích động thì hắn càng xác định Bùi Đông Lai sẽ đưa ra vốn riêng của mình như Tần Đông Tuyết. Xác định điểm này đồng thời thấy được biểu hiện khác thường của cổ Bồi Nguyên, trong lòng hắn cũng mong chờ sự thăng hoa của Bùi Đông Lai. Tiếp đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Đông Lai đang chậm rãi lên đài. Chào quý vị đại biểu và các thầy cô giáo, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Cũng như Tần Đông Tuyết. Bùi Đông Lai chào hỏi một lượt rồi bắt đầu bài phát biểu của mình. Tôi là Bùi Đông Lai, là sinh viên của giáo sư cổ Bồi Nguyên tại Đại học Đông Hải. Thú thực thì một thanh niên gần 20 tuổi đầu, lấy mô hình kinh tế làm luận văn của bản thân, chính tôi cũng cảm thấy mình chưa biết tự lượng sức. Không sợ các vị chê cười, vài tháng trước, thầy đã khiến tôi khiếp sợ với giả thuyết mô hình kinh tế, thậm chí còn tưởng là ông đang nói đùa. Trên đài, Bùi Đông Lai không đi thẳng vào bài thuyết trình mà thản nhiên dẫn dắt mọi người sang một vấn đề lạ hoắc. Kết quả là, thầy đã nói cho tôi biết, ông tin tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho. Cảm tạ sự đãi ngộ này, tôi đã không làm ông thất vọng, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước khi đi vào bài phát biểu, tôi muốn mượn cơ hội này nói lời cảm ơn với thầy của tôi, cổ Bồi Nguyên lão tiên sinh. Vài người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Bùi Đông Lai cúi thật sâu với cổ Bồi Nguyên. Cảm tạ ơn chi ngộ của thầy, cảm ơn sự tin tưởng của thầy với em, cảm ơn thầy cho em cơ hội được đứng ở đây để được nghe các thầy cô khác phát biểu mà thu được lợi ích không nhỏ. Bành bạch, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, đại đa số người tham dự tạm đều thấy tạm thời chưa biết bài phát biểu của Bùi Đông Lai ra sao, chỉ cần thái độ khiêm tốn và sự biết ơn với cổ Bồi Nguyên thì ấn tượng của họ với Bùi Đông Lai đã cực kỳ tốt đẹp. Đám người Tống Kim nghe Bùi Đông Lai nói xong liền cảm thấy dường như đối phương muốn giữ thể diện cho bản thân và cổ Bồi Nguyên nên vừa vào đã gián tiếp nhận thua để sau đó sẽ không quá xấu hổ. Không thèm quan tâm Tống Kim đang giễu cợt bên trên, cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai cảm tạ thì sự kích động cũng nhạt dần, thay vào đó là sự hân hoan. Chủ đề tôi phát biểu hôm nay là giả thuyết về hệ thống kinh tế mới. 10 giây sau, tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Mọi người chăm chú lắng nghe Bùi Đông Lai mới bắt đầu bài phát biểu của mình. Giả thuyết về hệ thống kinh tế mới. Xôn xao. Lời Bùi Đông Lai tựa như từng trái tạc đạn ném về phía hội trường im ắng, toàn trường như nổ tung. Dù là khu vực gì, hệ thống hoàn thiện gì cũng cần thời gian nghiên cứu rất lâu, qua thử nghiệm và kiểm chứng mới có thể hoàn thiện. Cả trong lịch sử nhân loại, dù ở khu vực nào thì người tự mình sáng tạo ra một hệ thống cũng có thể đi vào sử sách. Dưới tình hình này, Bùi Đông Lai lấy giả thuyết hệ thống kinh tế mới làm chủ đề phát biểu khiến những khách mời rung động tới mức nào. Không biết tự lượng sức. Trên ghế chủ tịch,
Tống Kim khinh thường cất lời. Không chỉ riêng Tống Kim, khá nhiều người tham dự đều có cảm giác như hắn đối với Bùi Đông Lai, đúng là không biết lượng sức mình. Bọn họ thấy dù Trần Tử Viết hay Cổ Bồi được xưng là Thái Sơn bắt đầu về khu vực kinh tế nguyên cũng không dám mạnh miệng nói về việc sáng lập ra giả thuyết hệ thống kinh tế mới, huống chi là Bùi Đông Lai miệng còn hôi sữa. Nhìn biểu hiện của đám người, Diệp Tranh Vanh nở nụ cười, nhếch môi tỏ ý châm chọc. Tần Đông Tuyết ở bên cạnh Diệp Tranh Vanh lại không hề để ý nụ cười châm chọc của đối phương. Giờ phút này nàng trong mắt nàng chỉ còn lại một mình Bùi Đông Lai. Giả thuyết hệ thống kinh tế do hệ thống M1, M2, M3, M4 tạo thành, các hệ thống này được xây dựng từ các góc độ khác nhau của nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực, các mối quan hệ kinh tế sai lầm, cũng như tầm quan trọng của nó. Không để ý tới tiếng xôn xao ở dưới, Bùi Đông Lai vẫn bình thản nói. Cá nhân tôi cho rằng, hệ thống này cũng cho thấy hội nhập của ngôi làng toàn cầu, gia tăng tiền tệ quốc tế, xu hướng thu hẹp lại và hiện các trạng thái quốc tế còn lại chuyển động của đồng USD, rất nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, chiếc nhẫn thụ động vào vòng xoáy ảo kinh tế quốc tế, hoặc chiến tranh làm thế nào để đối phó với chiến tranh, tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Dưới đây là nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực, mối quan hệ giữa một nền kinh tế giả làm cơ sở, để đáp ứng với một cuộc chiến tranh kinh tế ảo là mô hình sản xuất cốt lõi của nền kinh tế ảo. Hệ thống kinh tế ảo do tôi định nghĩa, mời các lãnh đạo và giáo viên cùng xem qua. Bùi Đông Lai nói xong liền nhấp chuột đưa ra giả thuyết mô hình kinh tế hao tổn mấy tháng trời của bản thân. Khoác lác, cuồng vọng, ngựa non háo đá. Rất nhiều người bên dưới cho rằng Bùi Đông Lai đưa ra chủ đề này chỉ để làm màu, giờ thấy hắn dùng mô hình với số liệu khổng lồ liền chẳng thèm liếc nhìn đã quay ra chỉ trích. Một đứa trẻ danh mà có thể đưa ra giả thuyết hệ thống kinh tế mới. Không chỉ bọn họ, ngay cả Trần Tử Viết hay Cổ Bồi Nguyên đều không dám lớn tiếng nói mình có thể đưa ra một hệ thống mới, mô hình Bùi Đông Lai chiếu trên màn hình đại biểu cho giả thuyết kinh tế mới được ư. Đây không phải là tát lên mặt mọi người sao? Làm trò cười cho thiên hạ. Các vị, cá nhân tôi cho rằng bài phát biểu của cậu ấy không cần tiếp tục nữa. Toàn trường xôn xao, một kẻ ngầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh đứng lên nói. Một sinh viên dám mở mồm nói về giải thuyết hệ thống kinh tế mới, rõ là học khỉ đu dây. Đúng vậy, rõ ràng là làm bậy, đây là sự không tôn trọng học thuật. Hắn vừa nói xong liền nhận được không ít kẻ tán thành. Nếu học trò của tôi đã đem kiệt tác của cậu ấy ra, tại sao các vị không nhìn qua rồi hãy phát biểu ý kiến chứ? Thấy chẳng ai thèm nhìn mô hình của Bùi Đông Lai đã lên tiếng bác bỏ, Cổ Bồi Nguyên liền kéo micro tới cất lời. Thấy Cổ Bồi Nguyên lên tiếng, những kẻ vừa kêu gào e dè thể diện của ông liền dán mắt lên màn hình, Trần Tử Viết thấy ông bạn Cổ Bồi Nguyên cực kỳ xem trọng Bùi Đông Lai nên vội vàng hướng lên phía màn hình. Nhất thời toàn trường im ắng, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía mô hình do Bùi Đông Lai tạo ra, mà Bùi Đông Lai vẫn thản nhiên đứng trên đài. Các vị lãnh đạo, các thầy cô, nếu mọi người có thắc mắc gì có thể trực tiếp nói ra, tôi sẽ giải đáp. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai phát hiện âm thanh nghị luận bắt đầu vang lên nên hắn nói. Nói thực thì tôi không hiểu mô hình của cậu là cái dạng gì, cậu xác định nó đại biểu cho một loại hệ thống ư. Bùi Đông Lai vừa dứt lời, kẻ ngầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh liền chen vào, giọng điệu tỏ rõ sự châm chọc. Xin thứ lỗi, nếu ngài không hiểu thì tôi chẳng biết lấy gì mà giải đáp. Thấy đối phương bới móc, Bùi Đông Lai không hề từ tốn như lúc đầu mà dùng lời lẽ sắc bén không chút khách khí đáp lại. Hả, thử hỏi cái thứ cậu đưa ra ai có thể hiểu được. Bình thường kẻ nghiên cứu học thuật đều có chút ngạo khí, kẻ kia bởi ngầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh nên khó chịu với Bùi Đông Lai, giờ thấy đối phương tỏ vẻ cao ngạo thì người này cực kỳ tức giận. Tôi không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Hắn vừa dứt lời, không ít người nhao nhao lên tỏ ý không hiểu về mô hình Bùi Đông Lai đưa ra. Nghe đám người này hùa theo, nhận thấy họ không quan tâm tới mô hình của Bùi Đông Lai. Kẻ A-dua kia cười lạnh tựa như đang chờ xem Bùi Đông Lai cùng Cổ Bồi Nguyên xấu mặt, tuy mô hình không phải do Cổ Bồi Nguyên tạo ra nhưng Bùi Đông Lai đưa tới thì cũng đã được Cổ Bồi Nguyên xem qua. Dưới tình huống này, nếu Bùi Đông Lai không làm cho mọi người hiểu được thì hiển nhiên Cổ Bồi Nguyên cũng sẽ mất mặt. Tôi cảm thấy khó hiểu. Rất nhiều người không hiểu theo dõi màn hình thì Trần Tử Viết cũng mở miệng. Tiếng xôn xao nhạt dần. Người vốn là Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế như Cổ Bồi Nguyên cũng phải nhảy dựng lên. Đối với sắc lang,
bọn chúng nhìn thấy gái đẹp thì mắt cứ dán vào, dâm tính nổi lên, với kẻ ăn hàng, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon thì nước dãi dò ra, với kẻ siêu tầm thì chỉ cần nhìn thấy kỳ chân dị bảo sẽ kích động vạn phần. Tần Tử Viết cũng là Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế như cổ Bồi Nguyên, ông không vì tiền, chẳng vì lợi mà chỉ vì nghiên cứu học thuật, ông dành cả cuộc đời dâng hiến cho việc nghiên cứu. Lòng nhiệt tình của ông với việc nghiên cứu chẳng kém gì so với đám sắc lang xăm soi gái đẹp. Dưới tình huống này, sau khi ông xem mô hình Bùi Đông Lai đưa ra thì trong lòng cực kỳ kích động, không biết dùng từ ngữ nào lột tả nổi, bởi vậy mà ông chẳng thèm quan tâm tới hình tượng, chẳng màng quen biết mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thấy hành động khác thường của Tần Tử Viết, cổ Bồi Nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Một chút cũng không. Với cổ Bồi Nguyên, sở dĩ mấy tháng nay ông để Bùi Đông Lai nghiên cứu giả thuyết mô hình kinh tế mới, ban đầu cũng chỉ mong chỉ đạo giúp Bùi Đông Lai hình thành giả thuyết mô hình kinh tế, cho Bùi Đông Lai có thêm kiến thức ở phương diện nghiên cứu, giúp hắn có thêm một lá bài tẩy, có thêm chút lợi thế. Vậy nên dù sau này Bùi Đông Lai không kiềm chế được bản thân, phạm tội trong giới xã hội đen thì phía trên truy cứu tới cũng sẽ nương tay. Bởi ước nguyện như vậy nên lúc ban đầu cổ Bồi Nguyên chẳng hề nghĩ tới việc Bùi Đông Lai có thể đưa ra cái thành quả nghiên cứu kinh thiên động địa gì. Chính vì vậy mà sau khi xem qua giả thuyết mô hình kinh tế và đại diện cho hệ thống P1 mà Bùi Đông Lai hao tổn tâm huyết nghiên cứu xong, sự chấn động trong lòng cổ Bồi Nguyên cũng chẳng khác gì Tần Tử Viết lúc này. Ông thấy rằng mô hình nghiên cứu này của Bùi Đông Lai hoàn toàn có thể giành được giải Nobel. Vãi khựa, sướng kinh quá cơ. Đây cũng là nguyên nhân ông dám vỗ ngực khoe khoang với bạn tốt của mình ở ngành kinh tế. Bởi trước đó một tháng cổ Bồi Nguyên từng xem qua mô hình nghiên cứu của Bùi Đông Lai nên hiểu rất rõ nên cũng không hề ngạc nhiên vì hành động khác thường của Tần Tử Viết, những người khác thì không được như vậy. Dù là các lão làng trên đài cùng Tống Kim hay các nhà kinh tế học phía dưới khi nghe thấy Tần Tử Viết nói tôi không hiểu xong đều giật mình nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Tần Tử Viết là ai? Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế. Nếu Tần Tử Viết nói mình hiểu liền chứng minh mô hình của Bùi Đông Lai không phải thứ vất đi mà đó là thứ có giá trị. Nhưng biểu hiện vô cùng kích động của Trần Không Tử đã càng cho thấy mô hình của Bùi Đông Lai không chỉ là thứ có giá trị, hẳn phải có giá trị phi thường. Phù, phù. Dường như Tần Tử Viết nhận ra mình quá mức kích động nên ông vội vàng hít sâu hai cái điều chỉnh cảm xúc xong liền cười khổ. Xin lỗi quý vị, tại tôi quá kích động. Không một tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Tử Viết. Vốn học trò của tôi nói với tôi rằng cậu ta nhất định sẽ chiến thắng trò ấy, tôi cũng không tin. Sắc mặt Tần Tử Viết tràn ngập cảm xúc đan xen trong khi nhìn Bùi Đông Lai với ánh mắt lẫn lộn giữa sự tán thưởng và nhiều hơn là vẻ khiếp sợ. Giờ tôi đã tin, tuy rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu về mô hình này nhưng tôi thấy rằng nó là một mô hình cực kỳ thâm ảo. Thực sự thì có thể đại biểu cho một cái hệ thống hay không tôi cũng chưa thể xác định. Dầm. Tần Tử Viết vừa dứt lời toàn trường vốn im lặng liền trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người hiểu được một phần nào đó liền chăm chú nhìn lên màn hình tựa như phát hiện ra bảo bối yêu dấu, căng não ra suy nghĩ về mô hình của Bùi Đông Lai. Bởi thời gian quá ngắn nên những người xem không hiểu đều lộ ra sắc mặt xấu hổ. Bởi vì, mô hình của Bùi Đông Lai họ không hiểu nổi không phải là thứ vất đi mà là do trình độ của bọn họ có hạn. Trong đó, nhà kinh tế học tên Minh Huy kia cực kỳ xấu hổ. Bởi âm thầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh cùng với sự bất mãn về biểu hiện cuồng ngạo của Bùi Đông Lai, hắn không chỉ châm chọc mà còn kích động những kẻ xem không hiểu đứng ra đả kích Bùi Đông Lai. Lúc này Minh Huy nghe Tần Tử Viết đứng dậy nói mô hình của Bùi Đông Lai rất thâm ảo thì điều này làm cho hắn cảm thấy được bản thân bị tát một cái vào mặt. Cực kỳ xấu hổ, hắn liên tục liếc cái mô hình kia, rõ ràng chưa từng thấy qua, mà cũng chẳng hiểu gì cả liền nhíu mày nói. Trần Lão, ngài xác định mô hình này rất thâm ảo sao? Tôi nhớ là ngài vừa nói ngài cũng chẳng hiểu gì, tôi thì cảm thấy rằng hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí. Không trả lời. Không thèm quan tâm. Tần Tử Viết coi Minh Huy giống như là không khí, ông đứng dậy nói với Bùi Đông Lai ở trên đài. Tôi nhớ là cậu vừa nói. Nếu chúng tôi có nghi vấn liền có thể nói ra để cậu giải thích. Nếu không ngại thì tôi nêu vài vấn đề để cậu giải đáp, được chứ? Thầy Trần, mời ngài nói. Trước bao nhiêu người cười nhạo chỉ trích trước đó hay sự tán dương của Tần Tử Viết, biểu hiện của Bùi Đông Lai vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này nghe Tần Tử Viết hỏi Bùi Đông Lai vẫn trầm ổn tựa như nắm chắc thế cục trong tay,
cảm giác kia tựa như hắn đã đoán được sự việc xảy ra tiếp sau đó. Mà sự thực đúng là vậy. Bởi lẽ giả thuyết mô hình kinh tế hắn đưa ra đúng là đại biểu cho một hệ thống kinh tế mới, thậm chí hệ thống này có thể khiến khu vực tài chính quốc tế chấn động, có thể gây nên một hồi chiến tranh tài chính khốc liệt. Chỉ là, tất cả chuyện này xảy ra vào 3 năm trước. Dựa theo trí nhớ của Tiêu Phu, mô hình này do một nhà kinh tế nổi tiếng trên thế giới cùng đoàn nghiên cứu của ông nghiên cứu mất 8 năm, vào 3 năm cuối cùng nghiên cứu ra nguyên mẫu, mà bị Mỹ lợi dụng nên gây ra một cuộc chiến tranh tài chính chưa từng có trên toàn cầu, nhiều quốc gia nhờ đó mà giàu lên. Ngay từ đầu, để giảm bớt tổn thất, cấp trên đã triệu tập các nhà kinh tế học nổi tiếng trên trong nước để nghiên cứu đối sách nhưng lại chẳng có kết quả gì. Lúc nguy cấp, cấp trên tìm tới Tiêu Phi giao cho hắn một nhiệm vụ đặc thù điều tra rõ ràng chân tướng về sự việc này. Tiêu Phi không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn lẻn vào Mỹ, chẳng những tra rõ sự tình mà còn thông qua thủ đoạn đặc thù khiến nhà kinh tế học nổi tiếng kia đưa ra thành quả nghiên cứu, cũng chính là số liệu trong giả thuyết đại biểu cho mô hình hệ thống kinh tế mới. Giống như Bùi Đông Lai nói với chính mình, từ lúc nhận nhiệm vụ cổ Bồi Nguyên đưa cho còn tưởng rằng ông nói đùa. Lúc đó hắn cũng chẳng tin rằng mình có thể làm ra giả thuyết về mô hình khu vực kinh tế. Chỉ là, vì không muốn phụ sự kỳ vọng của cổ Bồi Nguyên nên Bùi Đông Lai kiên trì hoàn thành, kết quả là trong lúc dung hợp với linh hồn Tiêu Phi hắn đã thu được trí nhớ phương diện này. Bởi lẽ trong trí nhớ Tiêu Phi chỉ là một nguyên mẫu, số liệu không tổ hợp liền mạch, Bùi Đông Lai đành phải tiêu phí khá nhiều thời gian nghiên cứu, hiểu rõ số liệu này xong liền bắt đầu tổ hợp. Cuối cùng cho ra số liệu liên kết chặt chẽ với nhau, hợp thành mô hình hiện tại. Chính vì vậy mà trình độ lý giải về mô hình này của Bùi Đông Lai so với cổ Bồi Nguyên còn cao hơn, hiển nhiên sẽ chẳng sợ việc bị hỏi. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Tần Tử Viết càng thêm kích động, một hơi cẩn thận nói ra 6 vấn đề ông chưa sáng tỏ. Ngại quá, tôi quá kích động rồi, thế này nhé, tôi hỏi từng câu một vậy. Đưa ra liên tục 6 vấn đề xong Tần Tử Viết cười khổ nói. Bùi Đông Lai lắc đầu. Không cần thưa thầy Trần, em đã nhớ kỹ câu hỏi của thầy, em sẽ trả lời vấn đề đầu tiên, trong hệ thống này, liên kết giữa các nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực và những gì là sự khác biệt giữa. Tần Tử Viết gật đầu, tỏ rõ sự chờ mong với câu trả lời của Bùi Đông Lai. Không chỉ riêng Tần Tử Viết, các nhân vật lão làng dù hiểu mô hình hay không đều hướng ánh mắt về phía Đông Lai. Trong đó, không ít người loáng thoáng hiểu được cũng tỏ vẻ mong chờ như Tần Tử Viết, mà những người xem không hiểu cũng có chút thấp thỏm. Còn Diệp Tranh Vanh trước đó nói với Tần Đông Tuyết rằng Bùi Đông Lai nhất định sẽ thua, hắn cũng không hiểu mô hình của Bùi Đông Lai, mà lúc này Bùi Đông Lai trở thành tiêu điểm duy nhất thì khẽ nhíu mày. Tần Đông Tuyết bên cạnh hắn nhìn Bùi Đông Lai không chớp mắt. Khác với lúc trước, trên mặt nàng không phải sự tín nhiệm mà là sự kích động và kiêu ngạo. Trước những ánh mắt của đám đông, Bùi Đông Lai bắt đầu trả lời 6 vấn đề Tần Tử Viết đưa ra. Vấn đề thứ nhất trả lời xong, một số người hiểu sơ sơ đã tỉnh ngộ, những người chưa hiểu cũng đã nắm bắt được chút gì đó, lại hướng về phía mô hình cũng đã hiểu ra ít nhiều. Vấn đề thứ hai trả lời xong. Những người hiểu được hô hình vỗ tay nhiệt liệt, những người chưa hiểu trước đó đều cảm thấy xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui. Vấn đề thứ ba được Bùi Đông Lai giải đáp. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Xong vấn đề thứ tư. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Vấn đề cuối cùng hoàn tất. Một mảnh tĩnh lặng. Ngoài Diệp Tranh Vanh cũng những kẻ ủng hộ hắn, Tần Tử Viết và những người còn lại đều nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin, giống như đang thầm hỏi, hắn mới 20 tuổi tại sao lại có thể làm tất cả những thứ này. Thầy Trần, ngài còn vấn đề gì sao? Bùi Đông Lai lên tiếng xua tan sự im lặng trong hội trường. Tạm thời tôi chỉ có 6 vấn đề này. Bùi Đông Lai làm Tần Tử Viết bừng tỉnh sau cơn khiếp sợ, ông cười khổ đáp. Tôi có. Tôi cũng muốn hỏi. Tại sao? Chấm chấm. Tần Tử Viết nói tạm thời không có vấn đề còn những nhà kinh tế học kia lại trở nên điên cuồng, liên tục giơ tay chỉ muốn Bùi Đông Lai giải đáp thắc mắc trong lòng họ. Nhất thời hội trường trở nên hỗn loạn. Chư vị, xin mọi người yên tĩnh một chút. Mắt thấy các nhà kinh tế học ở dưới trở nên quá khích thì người chủ trì phải đi ra lên tiếng. Cá nhân tôi cho rằng, nếu để mỗi người hỏi một vấn đề thì chỉ sợ đến 12 giờ tối hội nghị cũng chưa kết thúc a. Đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại thì người chủ trì cười khổ nói. Vậy thì đến 12 giờ tối đi. Đúng a,
lúc trẻ tôi từng vì nghiên cứu mà 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, đến 12 giờ thì tính là gì? Người chủ trì vừa nói xong thì không ít người lên tiếng trả lời, nghe vậy thì không ít người cười lên, không khí trong hội trường cũng được thả lỏng một chút. Người chủ trì thấy thế thì liền dùng ánh mắt nhìn lên các vị đại lão ở bên trên, thấy mấy vị đại lão gật đầu thì hắn liền đề nghị. Tôi đề nghị để đồng chí Bùi Đông Lai lên trình bày bài luận văn của mình, như vậy mới có thể giải thích được những nghi vấn trong lòng mọi người, cũng có thể giảm bớt thời gian đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Tốt! Mọi người đều chăm miệng một lời. Đồng chí Bùi Đông Lai, vậy thì vất vả cho cậu rồi. Người chủ trì mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai, thầm nghĩ hôm nay Diệp Tranh Vanh đã mất hết mặt mũi rồi. Tốt! Đối với ý kiến của người chủ trì thì Bùi Đông Lai khẽ gật đầu sau đó bước lên đài, bắt đầu giảng giải mô hình luận văn của mình. Bản chất của kinh tế là một giá trị hệ thống, cũng chính là giá cả vật chất và tài sản. Một tiếng sau, dựa vào an bài của buổi hội nghị hôm nay thì lúc này đã đến giờ dùng cơm nhưng mà toàn trường không ai rời đi. Hai tiếng sau, không ít người cảm thấy đói bụng nhưng mà lại không có ai đề nghị dùng cơm. Ba tiếng sau, Bùi Đông Lai đã phát biểu xong phần của mình. Bành bạch, bành bạch, tiếng vỗ tay liền vang lên khắp cả hội trường. Đối với tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc như thế thì Bùi Đông Lai cũng không lộ ra vẻ kiêu ngạo mà là giống với những người lên phát biểu trước đó, cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống. Sau khi làm xong hết chuyện này thì hắn mới chậm rãi đi xuống, đi về chỗ của mình. Tốt! Mắt thấy Bùi Đông Lai đi xuống thì Cổ Giật kêu một tiếng rồi đứng lên, vỗ tay bảo hay. Ào! Cổ Giật vừa đứng lên thì dưới đài dường như mọi người đều đứng lên, vỗ tay. Thấy một màn như vậy thì trên đài chủ tịch, vị đại lão chủ quan kinh tế kia cũng lên, sau đó tất cả mọi người trên đài chủ tịch cũng đứng lên. Mặc dù là người bên cạnh Diệp Thạch, mặc dù là người ủng hộ Diệp Tranh Vanh nên Tống Kim cũng không muốn đứng lên. Nhưng mà, hắn cũng biết, nếu hắn không đứng dậy thì sẽ đắc tội với mọi người nên hắn đành cắn răng mà đứng lên. Ở dưới đài chủ tịch, thấy Tống Kim đứng lên thì một nhóm nhà kinh tế học đi theo Tống Kim đều không tình nguyện mà đứng dậy. Vẻ mặt xấu hổ mà giống như người xung quanh, đều vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Trừ Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh ra thì tất cả mọi người đều đã đứng lên. Diệp tỉnh trưởng, ngài đã hiểu chưa? Tần Đông Tuyết đứng lên nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Không trả lời. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh hết sức khó coi. Nga, tôi thiếu chút nữa đã quên, mặc dù ngài là thạc sĩ nhưng mà khẳng định ngài cũng không hiểu một màn vừa rồi đâu à. Trên mặt Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười sáng lạnh, hỏi. Tôi thật muốn biết rằng ngài nghe có hiểu không? Nghe hiểu không? Lời nói hờ hững của Tần Đông Tuyết giống như là một thanh đao đâm vào niềm kiêu ngạo trong lòng của Diệp Tranh Vanh. Cả người hắn cứng ngắc, á khẩu không trả lời được. Dựa vào kế hoạch của hắn thì Hoàng Oanh sẽ lên trên phát biểu bài luận văn kia, hơn nữa đám người Tống Kim cũng sẽ phụ họa vào làm cho bài luận văn ấy có sức thuyết phục hơn. Như vậy, hắn cảm thấy cho dù Bùi Đông Lai cầm thành quả của Cổ Bồi Nguyên lên đài thì cũng chỉ có bị miểu sát. Mà hiện giờ, bị miểu sát chính là Hoàng Oanh, chính là những người lên phát biểu trước đó. Có phải ngài muốn nói cho ta biết là bài luận văn kia không phải là do Bùi Đông Lai làm mà là do Cổ Bồi Nguyên giúp cậu ấy làm ra? Tần Đông Tuyết thấy vẻ mặt biệt khuất, trong đôi mắt hiện lên vẻ phẫn nộ của Diệp Tranh Vanh thì tiếp tục mỉm cười hỏi. Không trả lời. Mặc dù trong lòng Diệp Tranh Vanh nghĩ đến điều này nhưng mà hắn cũng biết lúc này trả lời thì chính là tự rước phải nhục. Nếu như hắn cầm ra thứ bản thân hắn làm thì căn bản sẽ không có mặt mũi nào để bước lên đài. Nếu như hắn giống cô để cho Cổ Bồi Nguyên sửa đổi, hoàn thiện, thậm chí cho dù Cổ Bồi Nguyên có tự thân làm ra thì cũng không thể so sánh được bài luận văn của Hoàng Oanh. Dù sao thì ba tên đánh giày cũng hơn Gia Cát Lược, huống gì là nhiều người mưu trí như vậy. Tần Đông Tuyết, tôi biết cô khinh thường thủ đoạn như vậy. Nhưng mà cô có nghĩ đến mục đích của hắn đến đây là để muốn bước vào cánh cửa Tần gia là muốn để cho trưởng bối Tần gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Chuyện đến bây giờ, mặc kệ cô có thừa nhận hay không thì ván này hắn đã thua. Diệp cục trưởng, tôi biết là trong lòng ngài nghĩ như thế nhưng mà ngài có quên những lời trước kia ngài nói với tôi không? Ân, đây là toàn bộ những lời ngài nói với tôi trước đó, một chữ cũng không sai. Những câu nói của Tần Đông Tuyết làm cho Diệp Tranh Vanh có cảm giác muốn giết người nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tần Đông Tuyết đã nói thêm. Chuyện đến nước này,
ngài cảm thấy là ngài bị hắn đánh bại, hắn bị ngài đánh bại đây. Diệp Tranh Vanh nhắm mắt lại, khóe mắt giật giật lên. Thế nào Diệp cục trưởng, Diệp đại thiếu gia, ngài không dám đối mặt với thực tế sao? Niềm kiêu ngạo của người đâu rồi? Tần Đông Tuyết tiếp tục đả kích. Ngài đã bị đánh bại, hơn nữa bài luận văn kia là do hắn làm chứ không phải là do Cổ Bồi Nguyên làm ra. Bá! Đột nhiên Diệp Tranh Vanh mở mắt ra, hắn rất muốn tát cho Tần Đông Tuyết một cái. Nhưng mà, cuối cùng lý trí cũng đã chiến thắng xúc động. Hắn biết, nếu hắn làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hai nhà Tần Diệp. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến bố cục sau này của hắn, thậm chí nếu làm như thế thì bản thân hắn sẽ trở thành trò cười của Yên Kinh, thậm chí là của Trung Quốc. Bởi vậy nếu hắn còn không vỗ tay thì sẽ không tôn trọng, hơn nữa còn làm mất mặt Diệp gia. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh không nói một tiếng với ai thì Tần Đông Tuyết ngừng vỗ tay, sau đó đem ánh mắt nhìn vào Bùi Đông Lai. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống. Cổ lão sư, hẳn là bài luận văn vừa rồi là kiệt tác của ngài sao? Sau đó, coi như lúc Bùi Đông Lai ngồi xuống, Hoàng Oanh liền không nhịn được mà đứng lên, mở miệng hỏi. Ách! Nghe được Hoàng Oanh hỏi như thế thì toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Bồi Nguyên. Trong đó không ít người cũng nghĩ như thế nhưng mà bọn hắn biết loại chuyện như thế này không thích hợp nói ra ở bên ngoài. Diệp tỉnh trưởng, dường như là người của ngài không cam lòng a. Tần Đông Tuyết thấy Hoàng Oanh đứng lên thì thản nhiên nói. Diệp Tranh Vanh cau mày, trong lòng rất muốn ngăn cản nhưng mà cũng biết lúc này ngăn cản cũng đã quá muộn rồi. Nhà đầu, bài luận văn vừa rồi là của cô sao? Trên đài chủ tịch. Cổ Bồi Nguyên thấy Hoàng Oanh đứng dậy hỏi trong tâm như gương sáng, bất động thanh sắc hỏi. Bá! Khuôn mặt Hoàng Oanh biến sắc, không dám trả lời. Cô đã không dám trả lời thì nó đã chứng minh bài luận văn hôm nay không phải là thành quả nghiên cứu của cô. Ừ, nếu cô cho rằng lão già như tôi đây vụ oan cô thì tôi cũng không để ý mà có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Cổ Bồi Nguyên không nhẹ không nặng nói. Chỉ cần cô có thể trả lời mấy vấn đề của tôi thì tôi liền giải thích vấn đề mà cô vừa hỏi ban nãy. Hoàng Oanh cúi đầu, khuôn mặt biến thành màu gan heo, không phản bác được. Tôi biết, trừ nha đầu này ra thì đoán chừng có không ít người đều nghĩ như vậy. Thấy Hoàng Oanh không dám lên tiếng, Cổ Bồi Nguyên liền đem ánh mắt trên người Hoàng Oanh chuyển đi, vẻ mặt thản nhiên, nói. Cho nên, tôi xin mọi người một ít thời gian để giải thích cho mọi người rõ. Đối với học sinh này của tôi mà nói thì đây là lần đầu tiên nó đến Yên Kinh để tham gia hội nghị, nó rất muốn chứng minh bản thân mình. Cổ Bồi Nguyên nói xong thì không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Bùi Đông Lai, gằn từng chữ một. Cuối tháng 11 vừa rồi, lúc nó cầm bài luận văn đến gặp tôi thì tôi cũng không có xem luận văn mà nói với nó một câu. Tôi nói với nó rằng Cổ Bồi Nguyên tôi cả đời này chưa làm một chuyện gì đối lý, không thẹn với lương tâm nhưng chỉ cần nó gật đầu. Tôi có thể vì nó mà phá lệ một lần. Tôi sẽ hoàn thành bài luận văn cho nó, để cho nó có mặt mũi. Nói tới đây, Cổ Bồi Nguyên nhớ đến những lời hôm đó của Bùi Đông Lai thì vẻ mặt có chút kích động. Kết quả nó nói với tôi rằng, Cổ lão sư, xin ngài tin tưởng vào học trò của mình, cháu sẽ không làm mất mặt Bùi gia càng không làm mất mặt ngài. Có người từng làm học trò của tôi mà cảm thấy kiêu ngạo, hôm nay tôi ngồi ở chỗ này. Có một người học trò như Bùi Đông Lai thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Cả hội trường im lặng, vị lão nhân đầu bạc kia, người được xưng là Thái Sơn bắt đầu trong kinh tế khu vực kia liền kích động, giọng nói vang vọng. Bởi vì, ngay cả bài luận văn tôi làm ra cũng không có tư cách để đánh đồng với bài luận văn do chính tay Đông Lai làm ra. Toàn trường trầm mặc, giọng nói của Cổ Bồi Nguyên cứ như vậy mà không ngừng quanh quẩn bên tai mọi người. Thiếu niên Bùi gia đứng lên. Cúi đầu vái Cổ Bồi Nguyên một cái thật sâu. Cúi đầu 90 độ. Diệp Tranh Vanh, sau này mời ông thu lại nụ cười kiêu ngạo của mình. Mắt của cô gái Tần gia đỏ lên, hàm chứa lệ, giọng nói lại lạnh như băng. Diệp Tranh Vanh, sau này mời ông thu lại nụ cười kiêu ngạo của mình. Bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của Tần Đông Tuyết, thấy được mắt Tần Đông Tuyết hồng lên. Nước mắt đảo quanh trong mắt thì Diệp Tranh Vanh chỉ cảm thấy lồng ngực bị người ta dùng búa tạ hung hăng đập vào, vô cùng đau đớn. Bành bạch, bành bạch. Không đợi Diệp Tranh Vanh nói gì, trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay hạ xuống, Bùi Đông Lai sớm đã ngồi vào chỗ của mình. Lúc này đây,
Diệp Tranh Vanh không có dùng ngôn từ nào để phản kích lại Tần Đông Tuyết, ngược lại hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Cả người giống như không có việc gì, giống những người khác, đều lặng lặng ngồi nghe Lý chủ nhiệm phát biểu tổng kết. Bởi vì mọi người còn chưa ăn cơm nên Lý chủ nhiệm không có thao thao bất tuyệt mà ngắn phát biểu vô cùng ngắn gọn, hơn nữa còn đánh giá rất cao Bùi Đông Lai. Sau đó, hắn dựa vào sự an bài của buổi thảo luận mà để cho 10 nhà kinh tế học nổi tiếng cho điểm. Sau đây, mời đồng chí Trình Kiến lên đọc kết quả của buổi thảo luận ngày hôm nay. Đợi cho công tác thống kê xong xuôi thì Lý chủ nhiệm lại mở miệng nói. Nghe được Lý chủ nhiệm nói như vậy thì phía dưới liền trở nên im lặng để đợi kết quả được công bố. Sau đây, tôi xin tuyên bố kết quả của buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế hôm nay. Trình Kiến tiếp lấy microphone trong tay Lý chủ nhiệm rồi nói. Đạt giải ba đó trước là giả thuyết và ý nghĩa lý luận kinh tế, tác giả là đồng chí Phùng Quốc Động, hiện đang giảng dạy tại Đại học Kinh tế Nam Quan. Bành bạch. Nói xong, mọi người ở phía dưới đều vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng bọn hắn biết được mô hình kinh tế của Phùng Quốc Đống làm ra còn nhiều hạn chế nhưng đó cũng coi như là phần thưởng xứng đáng của Phùng Quốc Đống đối với nền kinh tế trong khu vực. Đạt được giải nhì chính là chủ đề quan hệ giữa giả thuyết kinh tế và kinh tế thực thể của đồng chí Hoàng Oanh. Bành bạch. Lúc này đây, tiếng vỗ tay đã ít đi nhiều, dù sao thì mọi người cũng biết lấy năng lực của Hoàng Oanh thì không có khả năng làm ra bài luận văn này, thậm chí ngay cả tư cách để tham gia vào buổi thảo luận này thì cũng không có. Mà sau khi Hoàng Oanh làm hành động tự rước lấy nhục ấy thì những nhà kinh tế học đều cảm thấy rằng nàng rất ngu xuẩn. Như vậy, bọn hắn lại có thể vỗ tay chúc mừng sao? Giành giải nhất, nói vậy chắc mọi người cũng đã biết. Trình Kiến nói tới đây rồi dừng lại một chút, sau đó đề cao giọng nói. Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai đến từ Đại học Đông Hải. Bành bạch, bành bạch. Trình Kiến vừa nói xong thì cả hội trường vốn đang im lặng liền trở nên xôi trào, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Sau đây, xin mời đồng chí Phùng Quốc Đống, đồng chí Hoàng Oanh, đồng chí Bùi Đông Lai lên đài nhận thưởng. Đợi tiếng vỗ tay hạ xuống thì Trình Kiến mở miệng lần nữa. Bành bạch. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Trong tiếng vỗ tay, Phùng Quốc Đống là người đầu tiên bước lên, người thứ hai là Bùi Đông Lai, mà người cuối cùng lại là Hoàng Oanh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ biệt khuất. Nàng chỉ cảm giác được khuôn mặt của mình bị người ta tát một phát vào, nhưng mà nàng vẫn phải nhịn xuống, cùng người ta bước lên nhận thưởng. Đối với nàng loại cảm giác này so với việc bản thân mình bị mất tờ ring thì nó còn đau đớn hơn. Mặt nàng không còn chút máu, chậm rãi bước lên, đi phía sau Bùi Đông Lai giống như một cái xác không hồn hướng đài chủ tịch đi lên. Cùng lúc đó, cửa hội trường đã bị đẩy ra, ba nhân viên mặc sườn xám, cầm giấy chứng nhận và cúp đi vào hội trường. Các nàng mặc sườn xám, các nàng có khuôn mặt xuất chúng, dáng người, khí chất, thậm chí là cả chân dài cũng như vậy. Nhưng mà, tâm tình của các nàng lại khác nhau. Trong đó, hai nữ nhân viên đến từ cơ quan Yên Kinh, thông qua tự thân cố gắng để bản thân trở thành nhân viên trong hội nghị lần này, trên mặt họ lại nở ra nụ cười sáng lạn, vẻ mặt mơ hồ có chút kích động. Mà thông qua bạn trai của mình là Chu Kiến, trở thành nhân viên trong buổi hội nghị hôm nay thì Cố Mỹ Mỹ, tuy rằng trên mặt của nàng nở ra nụ cười nhưng mà so với khóc thì nụ cười của nàng còn khó coi hơn. Hơn nữa, mỗi lần bước đi, chân của nàng lại run lên giường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vốn nàng nghĩ rằng tham gia buổi hội nghị là một chút đáng kiêu ngạo, đáng tự hào nhưng hiện giờ nó đã biến thành ác mộng. Dưới ánh đèn, nàng cố gắng để mình nở ra nụ cười, cố gắng khống chế thân thể để không ngã xuống, cố gắng không nhìn thấy Bùi Đông Lai nhưng mà thay là diễn viên chính của ngày hôm nay thì cho dù nàng làm như thế nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của Bùi Đông Lai được. 30 giây sau, tiếng vỗ tay dần dần nhỏ dần, Bùi Đông Lai, Phùng Quốc Đống cùng Hoàng Oanh ba người theo thứ tự bước lên đài chủ tịch, trong đó Phùng Quốc Đống đi ở đằng trước, Bùi Đông Lai ở giữa còn Hoàng Oanh thì rơi lại ở phía sau. Chúc mừng, đồng chí Phùng Quốc Đống, hy vọng đồng chí không ngừng cố gắng. Phụ trách trao giải cho Phùng Quốc Đống thì là vị đại lão SW, vẻ mặt hắn mỉm cười cầm hai tay Phùng Quốc Đống, sau đó từ trong khay của nữ nhân viên kia mà lấy la cúp và giấy khen đưa cho Phùng Quốc Đống. Cảm ơn. Phùng Quốc Đống luôn miệng nói cảm ơn, hai tay run rẩy mà nhận lấy, vô cùng kích động. Chúc mừng, đồng chí Hoàng Oanh. Phụ trách trao giải cho Hoàng Oanh là Lý chủ nhiệm,
thân là lực lượng của Diệp gia thì hắn biết được quan hệ giữa Hoàng Oanh và Diệp Tranh Vanh, thậm chí hắn biết lần này Hoàng Oanh chỉ là một con rối, một con cờ trên bàn cờ của Diệp Tranh Vanh. Cho nên, hắn có thể đoán được tâm tình lúc này của Hoàng Oanh nhưng mà hắn vẫn mỉm cười chúc mừng. Cảm ơn. Hoàng Oanh máy móc nói cảm ơn rồi tiếp lấy cúp, trong lúc nhận cúp thì hai tay của nàng run lên, thiếu chút nữa đem giấy khen cùng cúp rớt xuống đất. Từ xưa tới nay anh hùng xuất hiên niên. Trình Kiến cầm tay Bùi Đông Lai, trong lòng cảm thán hàng vạn hàng nghìn lần, nhưng ở bên ngoài thì lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng chí Bùi Đông Lai, biểu hiện hôm nay của đồng chí chẳng những làm cho cổ Bồi Nguyên người dạy dỗ đồng chí cảm thấy kiêu ngạo, mà bản thân tôi cũng như vậy, đồng dạng, tôi cũng tin tưởng tất cả mọi người sẽ vì đồng chí mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn. Bùi Đông Lai nói cảm ơn. Tôi hy vọng đồng chí không ngừng cố gắng, không ngừng cống hiến cho nền kinh tế của nước ta. Tôi sẽ cố gắng. Bùi Đông Lai gật đầu. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì Trình Kiến có chút nghi ngờ, bất quá hắn biết được cha của thiếu niên này từng đại náo ở Yên Kinh thì trở nên bình thường trở lại. Lúc này, hắn đi tới phía trước, đột nhiên thấy cô Mỹ Mỹ cách hắn một mét thì không khỏi nhíu mày, cô bé này thật là. Thấy được vẻ bất mãn của Trình Kiến thì cô Mỹ Mỹ như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng bước lên, cố gắng đem giấy khen và cúp đưa cho Trình Kiến. A, à, hoặc là do quá mức khẩn trương nên chân của cố Mỹ Mỹ liền mềm nhũn rồi trượt ngã ra phía sau, sợ tới mức thét lên một tiếng kinh hãi. Cố Mỹ Mỹ ngã thì cúp và giấy khen trong tay của cố Mỹ Mỹ cũng rơi xuống. Thấy được diểm này thì đôi mắt của cố Mỹ Mỹ mở to ra, giống như là bị sợ choáng váng. Mà dường như Trình Kiến không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc này thấy một màn như thế thì liền giật mình. Bá! Bùi Đông Lai thấy thế thì đột nhiên vươn hai tay ra, lập tức đón lấy giấy khen và cúp. Bịch! Cố Mỹ Mỹ nặng nề rớt xuống, bất quá ánh mắt gắt gao nhìn vào cúp đang nằm trong tay của Bùi Đông Lai, nàng dùng sức mà nuốt nước miếng một cái. Trình Kiến thấy Bùi Đông Lai lấy được cúp và giấy khen thì âm thầm thở phào, sau đó vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Lý chủ nhiệm, giống như đang nói chuyện gì đang xảy ra. Thấy được ánh mắt tức giận của Trình Kiến thì Lý chủ nhiệm cả kinh. Sau đó vội vàng hạ giọng với hai nữ nhân viên bên cạnh. Đỡ nàng dậy. Nói xong, sắc mặt Lý chủ nhiệm âm trầm liếc nhìn cố Mỹ Mỹ một cái, cảm giác kia hận không thể một đao làm thịt cố Mỹ Mỹ. Thấy được vẻ tức giận của Lý chủ nhiệm thì cố Mỹ Mỹ bừng tỉnh, sau đó hai mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thấy một màn như vậy, Lý chủ nhiệm thiếu chút nữa ngất đi. Hai nữ nhân viên còn lại liền vội vàng đi tới nâng cố Mỹ Mỹ dậy, dìu cố Mỹ Mỹ rời khỏi hiện trường. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả Trình Kiến, sắc mặt của mấy vị đại lão trên đài chủ tịch đều có chút khó coi. Mà Diệp Tranh Vanh đang ngồi ở dưới đài, thì lại nhíu chặt lông mày. Cố Mỹ Mỹ có thể trở thành thành viên của tổ hội nghị là được sự gật đầu của hắn, hiện giờ cố Mỹ Mỹ ở trên đài chủ tịch làm trò cười cho thiên hạ, làm mất mặt mũi của chư vị đại lão. Hắn đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên hắn và cố Mỹ Mỹ giống nhau, đều là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thông qua hội nghị lần này hắn không những không thể làm nhục Bùi Đông Lai, ngược lại mục đích đánh bóng tiếng tăm của mình lại tan thành bọt nước. Xin cảm ơn ngài. Trên đài chủ tịch, Bùi Đông Lai phát hiện không khí có chút xấu hổ, tay trái cầm giấy chứng nhận và cúp, hướng về phía Trình Kiến chìa tay phải ra. Đây là vinh dự cậu nên nhận được, tiếp tục cố gắng. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai vươn tay ra, Trình Kiến cũng liền vươn tay ra bắt. Vẻ mặt dịu đi rất nhiều, trên mặt lại hiện vẻ tươi cười nhưng trong lòng thầm giật mình với năng lực đối nhân xử thế Bùi Đông La. Vốn hắn còn đau đầu không biết nên xử lý cục diện này như thế nào thì Bùi Đông Lai đã mở miệng, chẳng những không làm cho hắn xấu hổ, trái lại còn làm cho bầu không khí xấu hổ này chuyển nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau khi bắt tay với Trình Kiến xong, Bùi Đông Lai cầm giấy chứng nhận và cúp, theo thứ tự bắt tay với những chủ tịch khác trên đài. Chàng trai trẻ, rốt cuộc là tôi đã biết vì sao Đông Tuyết lại thích cậu. Trần Tử Viết nắm tay Bùi Đông Lai, ý cười đầy mặt. Cố lên, Trần Lão sự ủng hộ cậu. Cảm ơn ngài. Bùi Đông Lai buông tay, cúi đầu thật sâu cảm ơn Trần Tử Viết. Trần Tử Viết vui mừng vẻ mặt tươi cười, nhưng mà đằng sau sự vui mừng còn có chút gì đó ghen tị. Ghen tị với Cổ Bồi Nguyên tìm được một người thừa kế giỏi như vậy. Cổ Bồi Nguyên đứng bên cạnh Trần Tử Viết thấy Bùi Đông Lai đi tới phía hắn,
không đợi Bùi Đông Lai tỏ vẻ điều gì, liền vươn tay khoác qua hai vai Bùi Đông Lai, sau đó vui mừng, vỗ vỗ hai cái thật mạnh vào vai của Bùi Đông Lai. Sau khi làm xong chuyện này, Cổ Bồi Nguyên cũng không nói gì, liền thu tay về, mà Bùi Đông Lai không nói cảm ơn, cũng không cần cúi đầu. Lúc này cảm giác như vô thanh thắng hữu thanh. Sau đó, Bùi Đông Lai, Hoàng Oanh cùng Phùng Quốc Đống ba người cùng với đám người Trình Kiến chụp ảnh chung, ba người bọn hắn đứng ở phía trước, đám người Trình Kiến đứng ở phía sau, chia ra hai bên mà đứng. Ánh mắt nàng nhìn thấy Bùi Đông Lai đứng ở giữa đám người, đối diện với máy ảnh thì trong lòng Hoàng Oanh tràn ngập uất ức, hận không thể lập tức vứt bỏ giấy chứng nhận và cúp, tìm cái lỗ nào mà chui vào. Uất ức rất nhiều, nàng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía vị trí Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết. Trong nhất thời, nàng nhìn thấy mặt Diệp Tranh Vanh không chút thay đổi đang ngồi ở chỗ kia, giống như tất cả chuyện này không có quan hệ gì với hắn vậy. Nhưng mà, nàng biết, người mà nàng sùng bái và thầm mến, là Thiên Chi Kiêu Tử, giờ phút này, chỉ sợ uất ức trong lòng hắn so với nàng còn nhiều hơn không ít. Và rồi trong chốc lát, nàng nhìn thấy cô gái được vinh dự là Yên Kinh đệ nhất mỹ nhân, đang thâm tình nhìn Bùi Đông Lai trên đài chủ tịch, còn đang nở nụ cười hạnh phúc. Thấy một màn như vậy, nàng không khỏi nhớ lại sự sảng khoái cái ngày rời khỏi phòng tư nhân của Diệp Tranh Vanh ở Hồng Kinh, lúc đó nàng còn thầm vui mừng. Tần Đông Tuyết à Tần Đông Tuyết, cô thật là có phúc mà không chịu hưởng, nếu cô cứ khăng khăng một mực như vậy thì một tháng sau tôi sẽ cho cô biết lựa chọn của cô là ngu xuẩn như thế nào. Tôi còn cho cô biết, Thảo Căn vẫn mãi là Thảo Căn, cho dù hắn có phủ lên người một bộ y phục hoa lệ thì hắn vẫn không bỏ được tật xấu của một tên Thảo Căn. Bên tai hồi tưởng lại câu nói của mình ngày đó, hiện giờ Hoàng Oanh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Tần Đông Tuyết thì cảm thấy giống như đang châm chọc lấy nàng, châm chọc sự ngu muội không biết gì của nàng. Trong phút chốc, Hoàng Oanh như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bụp bụp, ánh đèn phụt sáng lên, hình ảnh được lưu vào máy ảnh. Hình ảnh này vĩnh viễn được Niêm Phong cất giữ vào kho. Trong tấm hình, Bùi Đông Lai trấn định tự nhiên còn sắc mặt Hoàng Oanh tái nhợt đã hình thành hoàn toàn tương phản. Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường, hai nữ nhân viên vừa nãy mang Cố Mỹ Mỹ ra khỏi hội trường, giờ trực tiếp đem Cố Mỹ Mỹ vất ở trên mặt đất. Tục ngữ nói, một con sâu làm dầu nồi canh. Hành động trước đó của Cố Mỹ Mỹ chẳng những hoàn toàn làm mất mặt cô ta, đồng thời còn làm mất mặt cả tổ hội nghị, mà từ đó cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với các nàng. Như vậy, các nàng nào còn tâm tư đi quản sống chết của Cố Mỹ Mỹ? Các nàng hận không thể đi đá Cố Mỹ Mỹ mấy đá để chút giận. Cũng vì hai nữ nhân viên ném Cố Mỹ Mỹ trên mặt đất, Cố Mỹ Mỹ rơi không nhẹ, trực tiếp bị đau đớn làm cho tỉnh. Trong ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ của hai nữ nhân viên kia, Cố Mỹ Mỹ giãy giụa từ mặt đấy bỏ lên, hai tay vô lực dựa vào vách tường, thân mình lung lay sắp đổ, cứ như gần ngã đến nơi. Đưa điện thoại cho cô ấy. Lúc trước, sau khi Cố Mỹ Mỹ thay sườn xám bởi vì không có chỗ để điện thoại, nên cô đã giao cho một người của tổ hội nghị giữ giùm, giờ thấy Cố Mỹ Mỹ đứng lên, cô gái kia lạnh lùng bước tới đưa điện thoại di động đến trước người Cố Mỹ Mỹ. Cố Mỹ Mỹ mờ mịt nhìn về phía cô gái của tổ hội nghị kia, nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt của đối phương, nàng không khỏi cảm thấy được một trận rét run. Cuối cùng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch tiếp nhận di động. Từng tưng từng tưng, chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại đổ chuông đột ngột làm cho Cố Mỹ Mỹ chấn động cả người, tay phải khẽ run rẩy, làm cho cái di động thiếu chút nữa bị rơi xuống. Trong ánh mắt lạnh lùng của mấy cô gái tổ hội nghị, Cố Mỹ Mỹ cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, hóa ra là bạn trai Chu Kiến gọi đến. Nhìn thấy điều này, Cố Mỹ Mỹ giống như là người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng, trong con người ảm đạm của nàng thoáng hiện một tia sáng, khuôn mặt trắng bệch không máu của nàng cũng toát lên vẻ kích động. Trong sự kích động, nàng vội vàng ấn nút nhận điện thoại, mang theo vài phần khóc nức nở nói. Chu Kiến, em làm cái gì vậy? Đầu bên kia điện thoại. Chu Kiến không còn nói chuyện ôn nhu với Cố Mỹ Mỹ như ngày xưa nữa, mà là nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn. Chu Kiến chẳng những là thành viên trẻ tuổi kiệt xuất của Chu gia, còn là một thành viên Hồng Kinh Hôi, vừa rồi hắn đang theo dõi hội nghị, tất nhiên liền nhìn thấy biểu hiện dọa người của Cố Mỹ Mỹ tại thời điểm trao giải. Phải biết rằng, Cố Mỹ Mỹ có thể trở thành một thành viên tổ hội nghị, chính là hắn tự mình đi tìm Diệp Tranh Vanh xin giúp đỡ. Bây giờ, biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ ở trên đài chủ tịch,
chẳng những làm mất mặt Cố Mỹ Mỹ đồng thời còn mất mặt Chu Kiến hắn hơn nữa càng làm mất mặt Diệp Tranh Vanh. Với tình hình này, Chu Kiến biết rõ tính cách Diệp Tranh Vanh, từ nay về sau, Chu Kiến hắn chỉ sợ sẽ bị đá ra Hồng Kinh hội hơn nữa e rằng còn bị toàn bộ đệ tử và cán bộ cao cấp của kinh thành cô lập mất. Cũng vì đoán trước hậu quả này, cho nên Chu Kiến vô cùng kích động, hắn muốn biết vì sao ở thời điểm quan trọng như thế mà Cố Mỹ Mỹ lại làm ra cái hành động như thế. Lộp bộp, nghe thấy người bạn trai lâu nay nâng mình trong lòng bàn tay, luôn luôn che chở cho mình, giờ đây thay đổi thành một người khác, chẳng những không an ủi mình, mà còn chất vấn tới tấp thì trong lòng Cố Mỹ Mỹ không khỏi chấn động, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, nhất thời quên cả trả lời. Nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao lại thế? Cố Mỹ Mỹ trầm mặc không những không làm cho Chu Kiến nguôi giận, ngược lại còn làm cho hắn thêm căm tức. Thật xin lỗi, em. Cố Mỹ Mỹ cũng không ngốc, mắt thấy Chu Kiến phát hỏa nàng cũng biết biểu hiện vừa rồi của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Chu Kiến. Đối với việc này thì nàng không dám tranh luận, mà là lần đầu tiên nói ra ba chữ thật xin lỗi, với Chu Kiến. Xin lỗi có lợi ích gì chứ? Chu Kiến tức giận không thể tả. Anh không muốn nghe em xin lỗi, anh chỉ muốn biết, em, vì sao em lại như vậy? Vì sao ư? Chẳng lẽ muốn mình nói cho Chu Kiến biết chỉ vì nhìn thấy tiểu nhân vật trong mắt mình vốn dưới đáy của xã hội, giờ như cá chép phượt long môn nhất phi trùng thiên sao? Hay là nói cho Chu Kiến biết mình đã nói dối, người từ chối lời yêu năm xưa là thiếu niên kia chứ không phải là bản thân mình? Không trả lời, vẻ mặt Cố Mỹ Mỹ hối hận cúp điện thoại, vô lực ngồi ngã xuống đất. Kttt. Cùng lúc đó, sau một tiếng vang nhỏ, cửa lớn của phòng họp mở ra. Đại lão lấy Trình Kiến cầm đầu cùng Cổ Bồi Nguyên, Trần Tử Viết, Tống Kim ba người dẫn trước đi ra. Bên tai vang lên tiếng mở cửa, đột nhiên Cố Mỹ Mỹ cả kinh, vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng đứng lên, nhưng mà chỉ dám cúi đầu chứ không dám nhìn vào khuôn mặt không giận mà uy của Trình Kiến. Dường như đám người Trình Kiến đã quên đi biểu hiện vừa rồi của Cố Mỹ Mỹ trên đài chủ tịch, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Dù là như thế, khi đám người Trình Kiến tới gần thì cũng khiến cho cả người Cố Mỹ Mỹ cứng ngắc, cảm giác như có cái gì đó mắc ở cổ họng, khiến nàng hoàn toàn ngừng thở. Phù! Chờ khi đám người Trình Kiến đi qua, Cố Mỹ Mỹ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, không đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại sau cú sốc, ánh mắt của nàng lại chứng kiến đám người đi theo sau Trình Kiến, chính Diệp Tranh Vanh. Phát hiện này khiến cho tâm tình của Cố Mỹ Mỹ vừa mới buông lỏng lại liền căng lên. Tim cũng đột nhiên đập nhanh hơn nhiều, cứ như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cũng giống như Trình Kiến, Lý chủ nhiệm, Diệp Tranh Vanh cũng không phát hỏa với Cố Mỹ Mỹ, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Cố Mỹ Mỹ một cái, mà chỉ vội vàng bước qua người Cố Mỹ Mỹ, bước nhanh đuổi kịp đám người Trình Kiến. Phù, phù. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh rời đi, Cố Mỹ Mỹ thở hổn hển từng hơi, nhưng tiếp đó con mắt của cô trợn trừng tròn xoe. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào cánh cửa hội trường. Trước cửa hội trường, trong ánh sáng kỳ dị hắt ra từ căn phòng hội nghị, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đang sánh vai nhau bước ra, cứ như là đôi tình nhân vậy, hành động rất thân mật. Sao có thể như vậy? Chu Kiến không phải nói Tần Đông Tuyết đã được chọn trở thành Thái tử Phi sao? Vì sao nàng vẫn ở bên Bùi Đông Lai? Làm sao Diệp Tranh Vanh có thể khoan dung tất cả chuyện này? Sao Tần gia có thể cho phép chuyện này xảy ra? Dưới ánh đèn, Cố Mỹ Mỹ như bị trúng nguyền rủa, ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sóng vai nhau đi qua người nàng, một đám nghi vấn không ngừng xuất hiện liên tục trong đầu nàng. Từng 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 từng, giống như để trả lời những câu hỏi của Cố Mỹ Mỹ, chuông điện thoại di động lại vang lên. Ực, Cố Mỹ Mỹ cả người chấn động kịch liệt, thoáng buông tay, di động trực tiếp rơi xuống. Bịch. Di động rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, ý là nắp, pin điện thoại rơi ra đây mà. Cố Mỹ Mỹ không khom người kiểm tra di động mà con mắt của nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm bộ dáng thân mật của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, trong đầu lại xuất hiện cảnh 3 tháng trước trong buổi gặp mặt phụ huynh bị Bùi Đông Lai làm cho nhục nhã. Lịch sử tái hiện. Dựa theo an bài của tổ hội nghị, toàn bộ thành viên tham dự cùng với những đại lão có mặt quyết định sẽ ăn trưa bằng đồ ăn tung của lúc 12 giờ ở đại sảnh khách sạn Yến Viên. Tuy nhiên bởi vì Bùi Đông Lai phát biểu tới 3 tiếng đồng hồ, nên lúc mọi người rời khỏi phòng hội nghị tới khách sạn thì đã hơn 3 giờ. Con đường nhộn nhịp, hai người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sóng vai nhau đi đến nhà ăn, hai người bước đi khá chậm,
nên so với đám người phía trước thì cách một khoảng không khá lớn. Cứ như là hai người đều đang quý trọng thời khắc ở riêng bên nhau này. Ánh mặt trời chiếu qua, Tần Đông Tuyết cúi đầu, vừa đi, vừa dùng ánh mắt liếc trộm nhìn Bùi Đông Lai, làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ một mực mím chặt môi, cười nhẹ, giống như một chú chim nhỏ đang vui vậy. Bùi Đông Lai đồng học, chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Cứ bước đi như vậy. Tần Đông Tuyết ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt kiên nghị của Bùi Đông Lai, cười nói. Phải biết rằng, cậu là nhân vật chính của hội nghị năm nay, muộn quá cũng không hay. Bùi Đông Lai nghe vậy thì dừng bước lại, dường như đang cân nhắc hai người nên đi tới nhà ăn cùng với mọi người hay là cùng Tần Đông Tuyết trốn đi, tận hưởng khoảnh khắc của hai người. Thấy Bùi Đông Lai hơi do dự, Tần Đông Tuyết đoán được tâm tư Bùi Đông Lai, đồng thời nàng rất rõ ràng, đối với Bùi Đông Lai mà nói, đây là một cơ hội mở rộng nhân mạch tuyệt vời, không thể bỏ qua. Đồng thời nàng cũng hiểu được, đây là thời gian hiếm có để hai người có thể ở riêng bên nhau, nhưng mà... Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng mê người này, mà là cười cười nói. Đồ ngốc, cả ngày hôm nay tớ đều là của cậu, gấp cái gì? Hả? Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai đang do dự không khỏi nao nao, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Đi nhanh lên, Bùi Đông Lai đồng học. Có lẽ cảm thấy lời mình nói quá mập mờ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Đông Tuyết thoáng đỏ ửng, sau đó cũng không quản mình đang mang giày cao gót. Nàng chạy nhanh về phía trước, rồi quay đầu lại ngoắc ngoắc Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười cười, bước nhanh đuổi kịp. Khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đến nhà ăn thì mọi người tham dự hội nghị, nhân viên và những vị đại lão đều đã đến đông đủ. Cứ như là một buổi liên hoan vậy, vấn đề chỗ ngồi là không thể loạn, Trình Kiến mang theo ba người phụ trách các bộ và ủy ban trung ương cùng Cổ Bồi Nguyên, Trần Tử Viết, Tống Kim ngồi vào một bàn. Còn các nhân viên và những thành viên tham dự có quen biết nhau thì ngồi vào một bàn, chuyện trò vui vẻ, cơ bản đều thảo luận về mô hình Bùi Đông Lai làm ra. Đông Lai, Đông Tuyết. Nhìn thấy Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết tiến vào nhà ăn, Trần Tử Viết ngồi đối diện cửa ra vào liền hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Thầy Trần kêu chúng ta qua kìa, đi nhanh đi. Mắt thấy Trần Tử Viết gọi tới, Tần Đông Tuyết liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Nàng không cảm thấy ngồi ở đó có gì không ổn, ngược lại, nàng còn muốn cho cả thế giới này đều biết, nam nhân của nàng là nhân vật chính của buổi lễ tối nay. Nghe Tần Đông Tuyết nói, Bùi Đông Lai gật gật đầu, mang theo Tần Đông Tuyết đi tới bàn của đám người Trình Kiến. Trong quá trình đi tới, đại đa số thành viên và nhân viên tham dự hội nghị đều mỉm cười chào hắn, mỗi lần như vậy hắn đều mỉm cười chào đáp lại. Rất nhanh, Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết đi tới cạnh bàn đám người Trình Kiến. Ở giữa Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên đang thừa ra hai cái ghế dành chỗ cho hai người. Hai người mới vừa nhập tọa, Diệp Tranh Vanh lặng lẽ đi tới bên cạnh lãnh đạo trực tiếp cưa hắn, Lý chủ nhiệm, cúi người, thấp giọng nói câu gì đó bên tai Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm nghe xong hơi gật gật đầu, rồi nhìn về phía Trình Kiến xin chỉ thị. Trình Kiến, mọi người đến đông đủ, mời ngài bắt đầu bữa tiệc. Được. Trình Kiến ha ha cười, nâng chén đứng lên, nói. Chư vị, thay mặt mọi người chúc mừng hội nghị thảo luận và nghiên cứu kinh tế học thuật năm nay thành công tốt đẹp. Nào, mọi người chúng ta cùng nâng chén. 1, 2, 3, dô, mặt cười. Trình Kiến vừa dứt lời, không khí liền trở nên sôi nổi. Bên cạnh đó, Diệp Tranh Vanh sau khi báo cáo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Lý chủ nhiệm. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh cứ như là mặt hồ không gợn sóng. Hoàn toàn bình tĩnh giống như là hắn tuyệt không để ý những gì xảy ra lúc trước. Chó sủa không cắn người, chó cắn người thì không sủa. Diệp Tranh Vanh ẩn nhẫn, điều này càng làm cho Bùi Đông Lai âm thầm ghi nhớ trong lòng. Chén thứ hai, chúng ta cùng nhau chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai, hy vọng cậu ta có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục mang tới kỳ tích. Một chén uống xong, Trình Kiến không ngồi xuống nhập tiệc, mà tiếp tục đề nghị nâng chén thứ hai. Vừa nói xong, hắn ngửa đầu đem ly rượu Mao Đài rót vào trong miệng, một ngụm uống hết. Chén thứ ba, hy vọng toàn thể đồng chí đang ngồi ở đây có thể tiếp tục cố gắng, đem về thêm nhiều cống hiến cho kinh tế đất nước chúng ta. Liên tục đề nghị uống cạn ba ly rượu, Trình Kiến mới ngồi xuống, bữa tiệc trưa giờ cũng chính thức bắt đầu. Đồng chí Bùi Đông Lai, mô hình cậu chế tạo và hệ thống cậu đưa ra thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, đồng thời, phát biểu của cậu thật khiến ai cũng phải phấn khích.
Sau khi nhập tọa, Trình Kiến ăn một miếng tượng trưng, sau đó liền nâng ly rượu người phục vụ vừa mới rót, đưa lên nhìn Bùi Đông Lai nói. Nào, tôi mời cậu một ly. Trình Kiến, tôi mời ngài. Bùi Đông Lai thấy thế, vội vàng đứng lên, hai tay nâng chén, tư thế cúi người thật thấp. Như lời tôi vừa nói, hy vọng cậu không ngừng cố gắng, tiếp tục mang về kỳ tích. Ấn tượng của Trình Kiến đối với Bùi Đông Lai cũng không tồi, mỉm cười nói. Ngồi xuống uống đi. Bùi Đông Lai gật gật đầu, nhưng không ngồi xuống, mà một hơi đem lý rượu Mao Đài của mình uống cạn. Thấy Trình Kiến dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi hướng về Bùi Đông Lai mời rượu. Thấy một cảnh như vậy, Tần Đông Tuyết vừa cao hứng, vừa cảm thấy lo lắng. Cao hứng là nàng vì Bùi Đông Lai mà cảm thấy kiêu ngạo, còn lo lắng là sợ Bùi Đông Lai uống nhiều như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận ra được sự lo lắng của Tần Đông Tuyết, và nhìn mấy đại lão các bộ và ủy ban trung ương còn muốn chúc rượu cứ như muốn chúc say hắn, Bùi Đông Lai nhìn về phía Tần Đông Tuyết khe khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Đồng chí Bùi Đông Lai, xin tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Diệp Tranh Vanh, công tác dưới trướng của Lý chủ nhiệm, tôi cũng mời cậu một ly. Chờ đợi mọi người kính rượu xong xuôi, Diệp Tranh Vanh bưng chén rượu đứng lên, mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai nói. Hử! Nghe âm thanh của Diệp Tranh Vanh vang lên, lại nhìn vẻ tươi cười tự nhiên của Diệp Tranh Vanh, Tần Đông Tuyết hơi hơi nhíu mày. Diệp tỉnh trưởng, Diệp thiếu, hình như chúng ta đã sớm quen biết mà. Bùi Đông Lai bưng chén rượu lên, nhưng không có đứng dậy mà là thản nhiên nói. Bá! Bùi Đông Lai vừa thốt lên xong, tất cả mọi người trong bàn liền dừng động tác trong tay, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tranh Vanh. Quả thật là húng ta có quen biết, nhưng mà tôi muốn cho cậu thêm chút ấn tượng, đồng thời cũng hy vọng cậu chớ quên lời nói của tôi với cậu. Vẻ mặt tươi cười của Diệp Tranh Vanh không giảm, khi nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Tần Đông Tuyết đang ngồi bên cạnh Bùi Đông Lai. Đồng chí cũng vậy. Bùi Đông Lai nói xong đem chén rượu trong tay một hơi uống sạch. Hắn biết, tranh đấu giữa mình và Diệp Tranh Vanh mới chính thức bắt đầu. Thời gian đến tầm 4 giờ, bữa tiệc trưa đã xong. Trong một giờ qua, khoảng hơn một nửa số người tham gia bữa tiệc đến chúc rượu Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai cũng không cự tuyệt ai, đều nâng ly uống cạn. Bùi Đông Lai đồng học, tổ tiên của cậu là tử quỷ sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai uống nhiều rượu như vậy, ngoại trừ mặt hơi đỏ ra thì không có gì đáng lo ngại, Tần Đông Tuyết dở khóc dở cười hỏi han. Cái này, đều là nhờ như vậy. Bùi Đông Lai đem lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay ướt sũng một mảnh. Tần Đông Tuyết nhìn vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thì nàng luôn âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai, nên nàng biết hết thảy sự tình của Bùi Đông Lai mấy tháng qua, và tất nhiên nàng cũng biết được thực lực đánh nhau của Bùi Đông Lai đã đạt đến một cảnh giới khủng bố như thế nào. Tần Đông Tuyết đồng học, tớ nhớ được cậu vừa rồi trên đường đến nhà ăn có nói với tớ rằng cả ngày hôm nay thì cậu đều là của tớ, đúng không? Bùi Đông Lai xoa xoa rượu trong tay, cười hỏi. Có sao? Tần Đông Tuyết một tay nâng cầm lên, ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Không được nuốt lời. Bùi Đông Lai tiến tới một bước ra vẻ tức giận. Có, hay không có đây? Tần Đông Tuyết cố nén ý cười, mắt liếc qua Bùi Đông Lai một bộ dạng khiêu khích. Bùi Đông Lai không nói lời vô ích, hai tay đột nhiên tập kích tới kia vòng eo mảnh khảnh của Tần Đông Tuyết. A, có. Cảm nhận được nhột nhột dưới phần eo truyền tới, Tần Đông Tuyết thở nhẹ một tiếng, cười cầu xin tha thứ. Bùi Đông Lai hài lòng buông tay ra, cười hỏi. Đi nơi nào đây? Địa bàn của tớ, tớ làm chủ. Tần Đông Tuyết ngẩng đầu lên, chủ động nắm lấy bàn tay Bùi Đông Lai. Hai tay nắm lấy nhau. Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy cứ như có một dòng điện chạy qua người, cả người run run khe khẽ, còn Bùi Đông Lai thì cơ thể không khỏi trở nên căng thẳng. Sau đó, hai người thâm tình liếc nhìn nhau, mười ngón đan xen, cùng đi về phía bãi đỗ xe. Bùi Đông Lai đồng học, tớ nghe nói kỹ thuật lái xe của cậu không tồi, có dám cho tớ thưởng thức một chút hay không? Đi đến một chiếc Audi biển số D66666, Tần Đông Tuyết mỉm cười hướng Bùi Đông Lai hỏi. Dịch, chém cái biển số chơi, biên lại đê, biên, để lại đó, 88. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Tuy nói tất cả cảnh sát giao thông Yên Kinh đều không dám chặn chiếc xe này, nhưng đây không phải là tác phong của cậu, để lần sau đi. Được rồi. Tần Đông Tuyết nghĩ,
cuối cùng bỏ qua cái ý niệm điên cuồng trong đầu. Lên xe đi. Bùi Đông Lai chủ động ngồi vào vị trí lái xe, ý bảo Tần Đông Tuyết lên xe. Tần Đông Tuyết cười gật đầu, mở cửa ô tô, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Đi đâu đây? Bùi Đông Lai hỏi. Bát Đạt Lĩnh. Tần Đông Tuyết cười mở to mắt nhìn, cảm giác như đang muốn hỏi, Bùi Đông Lai đồng học, người biết đường không? Tuân mệnh, lãnh đạo. Bùi Đông Lai cười to một tiếng, khởi động ô tô. Tần Đông Tuyết cũng mỉm cười lộng lẫy. Khi Bùi Đông Lai lái ô tô đến Bát Đạt Lĩnh thì sắc trời dần tối, các du khách đều chuẩn bị quay trở về. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết không có để ý, mà là thừa dịp bóng đêm tiến vào bên trong. Tần Đông Tuyết đồng học, mang giày cao gót đi Bát Đạt Lĩnh, đoán chừng cậu là người đầu tiên đó. Trong bóng đêm, Bùi Đông Lai thấy tốc độ của Tần Đông Tuyết khá chậm, di chuyển hết sức khó khăn thì nhìn không được trêu ghẹo nói. Sắc mặt Tần Đông Tuyết đỏ lên, vẻ mặt đáng thương. Nhấc chân lên. Bùi Đông Lai ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói. Tần Đông Tuyết nao nao, nhưng rồi cũng nghe lời nhấc chân phải lên, đợi Bùi Đông Lai cởi bỏ chiếc giày, lại nâng chân trái lên. Này, cầm lấy. Bùi Đông Lai đem đôi giày cao gót đưa tới trước mặt Tần Đông Tuyết, đợi Tần Đông Tuyết nhận lấy, sau đó liền ngồi xổm đưa lưng về phía Tần Đông Tuyết, nói. Lên đây nào. Gió lạnh thoáng thổi, bóng đêm như vẽ. Tần Đông Tuyết cả người chấn động, sau đó thần tình hạnh phúc mỉm cười, nhu thuận ghé vào trên lưng Bùi Đông Lai, tùy ý để hai tay Bùi Đông Lai nâng cặp mông nảy nở của mình, rảo bước về phía trường thành đi tới. Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ, tình yêu đôi ta như là mơ. Trong màn đêm, một cô gái được xung kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tần gia mỹ nữ, đang ghé vào trên lưng Bùi Đông Lai, lắc lắc cái đầu, trên tay cầm đôi giày cao gót, vừa cười vừa hát, lại rơi lệ đầy mặt. Ngày này, nàng đã đợi lâu lắm rồi. Màn đêm buông xuống, hồng kinh hội sở, trong gian phòng của Diệp Tranh Vanh. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Tranh Vanh mang một bộ áo ngủ màu trắng, khoanh tay mà đứng ở sát cửa sổ, nhìn màn đêm trong yên kinh, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Két! Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Oanh bước vào phòng. Có lẽ có mới tắm rửa xong nên da thịt của nàng hơi ửng đỏ, bộ đồ ngủ màu đen kia không thể che giấu nữa đường cong khêu gợi trên người nàng, làm cho người ta nhìn vào phải chảy máu mũi. Nhìn Diệp Tranh Vanh đứng khoanh tay trước cửa sổ, Hoàng Oanh hít sâu một hơi rồi làm ra quyết định, nàng nhẹ nhàng đi về phía Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh vẫn không cử động, mắt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật xin lỗi, hội trưởng. Vài giây sau, Hoàng Oanh đi đến phía sau Diệp Tranh Vanh, khi cách Diệp Tranh Vanh thì nàng dừng lại, cúi đầu rồi nhẹ giọng nói. Không trả lời, Diệp Tranh Vanh đã đem lời nói của Hoàng Oanh trở thành không khí. Diệp Tranh Vanh trầm mặc làm cho sắc mặt của Hoàng Oanh hơi đổi, sau đó nàng khẽ cắn môi, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói. Hội trưởng, cá nhân tôi cho rằng Tần Đông Tuyết không đáng giá để ngài làm như vậy. Diệp Tranh Vanh nghe xong thì xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Oanh. Hội trưởng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lúc này đây, không đợi Hoàng Oanh nói tiếp, Diệp Tranh Vanh đã lạnh giọng cắt ngang lời nói của Hoàng Oanh. Vâng. Hội trưởng, cả người Hoàng Oanh chấn động, nàng biết Diệp Tranh Vanh không phải trách cứ hành động của nàng trong buổi thảo luận, mà Diệp Tranh Vanh trách nàng vì nàng chưa nhận được sự cho phép của Diệp Tranh Vanh mà nàng đã chủ trương tự làm. Bởi vì, hai chữ thần phục chính là yêu cầu của Diệp Tranh Vanh. Sau khi dùng cơm xong thì Bùi Đông Lai đã mang theo Tần Đông Tuyết đi Bát Đạt Lĩnh, hơn nữa còn có bảo tiêu của Tần gia. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh không nói thêm gì, Hoàng Oanh do dự một chút rồi lại nói. Còn về phần Bùi Vũ Phu thì vẫn chưa có tin tức gì của hắn. Nói xong, Hoàng Oanh hơi có vẻ lo lắng mà nhìn vào Diệp Tranh Vanh, nàng phát hiện Diệp Tranh Vanh không hề tức giận chút nào. Hội trưởng, tuy rằng vào buổi thảo luận hôm nay thì Bùi Đông Lai đã bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng sẽ không ai tin tưởng cái đề tài kia là do hắn làm. Hoàng Oanh tiếp tục nói. Như vậy, thu hoạch lớn nhất hôm nay của hắn chỉ là lực ủng hộ của Cổ Bồi Nguyên cùng với những lời khen thưởng của đám người kia. Nói tới đây thì Hoàng Oanh hơi dừng lại một chút, nàng thấy Diệp Tranh Vanh không lên tiếng thì nói tiếp. Bằng vào biểu hiện hôm nay của hắn thì hắn vẫn không có tư cách bước vào cửa của Tần gia,
cho dù hắn có tư cách thì người của Tần gia cũng sẽ không lựa chọn hắn. Nói xong chưa? Diệp Tranh Vanh thản nhiên hỏi. Hoàng Oanh muốn lại thôi. Nói xong rồi thì đi ra đi. Diệp Tranh Vanh ra lệnh trục khách. Hoàng Oanh không có bước ra ngoài mà là quật cường, sau đó đưa tay cởi áo ra. Lông mày của Diệp Tranh Vanh nhíu lại. Áo được cởi ra, cả người của Hoàng Oanh liền bại lộ trước mặt Diệp Tranh Vanh. Hội trưởng, Tần Đông Tuyết không đáng để ngài làm như vậy. Thân thể của Hoàng Oanh trần truồng bước lên một bước. Ta đã nói rồi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Diệp Tranh Vanh lạnh lùng nhìn vào Hoàng Oanh, giọng nói không thể nghi ngờ. Cô đã bị khai trừ khỏi Hồng Kinh hội, mặc xong quần áo rồi cút. Bá! Giọng nói lạnh như băng của Diệp Tranh Vanh giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim của Hoàng Oanh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nạp Lan Minh Châu vì danh vì lợi mới tiến vào Hồng Kinh hội, còn tôi là vì ngài. Nước mắt của Hoàng Oanh chảy xuống, nàng khẽ cắn môi, nhẹ giọng mở miệng. Nói xong, nàng khom xuống nhặt quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Bùi Đông Lai, mày cho rằng bản thân mày đã lọt vào mắt của người Tần ra sao? Đưa mắt nhìn bóng lưng Hoàng Oanh chạy ra khỏi phòng, mặt Diệp Tranh Vanh vẫn không đổi sắc, lãnh mạc vô tình nói. Mày quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó, Hoàng gia Lâm Viên, trong một biệt thự được bảo vệ xâm nghiêm. Tần Tranh từ trong xe bước xuống, dưới sự dẫn dắt của một nam nhân trung niên, Tần Tranh tiến vào biệt thự. Lão gia tử ở bên trong chờ cậu vào đi. Tiến vào biệt thự, thân là thư ký của Tần lão gia tử thì nam nhân trung niên chỉ vào thư phòng, cười nói. Ừ, Tần Tranh mỉm cười gật đầu, sau đó một mình hướng thư phòng bước đến. Cốc, cốc, cửa phòng được đóng lại, bất quá Tần Tranh cũng không có tiến vào mà là đứng ở trước cửa, nhẹ gõ cửa. Vào đi. Trong thư phòng, thân là gia chủ của Tần gia Tần Hồng Sơn đang ngồi ở trước bàn đọc sách để đọc một tài liệu mật, nghe được tiếng gõ cửa thì cũng không ngẩng đầu lên. Két. Tần Tranh đẩy cửa vào, thấy Tần Hồng Sơn đang đọc tài liệu thì cũng không có quầy giày mà là ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tần Hồng Sơn buông tập tài liệu ra rồi tháo kính mắt xuống. Cha, chuyện lúc sáng cha đã biết chưa? Thấy Tần Hồng Sơn tháo kính xuống, Tần Tranh chủ động mở miệng hỏi. Con thấy thế nào? Tần Hồng Sơn lại đeo kính lên, nói thẳng vào vấn đề. Bài luận văn kia chắc hẳn là do Cổ Bồi Nguyên làm ra. Tần Tranh nói ra cách nhìn của mình, ngay cả khi hắn biết được Bùi Đông Lai là con của Bùi Vũ Phu, ngay cả khi hắn biết được đạo lý hổ phụ vô khuyển tử nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, một người mới 18 tê đang là sinh viên thì không thể làm ra một đề tài mà nó có thể đoạt được giải Nobel được. Tần Hồng Sơn trầm mặc không nói. Con từng tiếp xúc qua với Cổ Bồi Nguyên, biết được người này là một người vô cùng chính trực. Thấy Tần Hồng Sơn không nói lời nào, Tần Tranh lại nói. Tiểu tử này có thể làm cho Cổ Bồi Nguyên làm trái quy tắc của mình để giúp hắn, đúng là hiếm có. Ừ, lúc này đây, Tần Hồng Sơn khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn đối với Cổ Bồi Nguyên cũng không xa lại gì. Bùi Đông Lai có thể làm cho Cổ Bồi Nguyên coi trọng như thế tất cũng có chỗ hơn người. Cuối tháng 10, tiểu tử đó sẽ đại diện cho quân khu Giang Ninh tham gia đại bỉ võ của cả nước. Tần Tranh bổ sung. Nửa tháng kế tiếp, hắn cũng không rời khỏi Yên Kinh. Tiếp tục quản thúc Đông Tuyết. Sau một lúc trầm mặc, Tần Hồng Sơn làm ra quyết định. Mặt khác, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, để bọn Tiểu Yến tự mình gặp hắn. Được. Tần Tranh liền gật đầu đáp ứng. Cha có muốn gặp hắn không? Không cần. Tần Hồng Sơn lắc đầu nói. Bùi Vũ Phu không hiện thân, con cũng cần ra mặt. Vâng, Tần Tranh đáp lại nhưng trong lòng lại chờ mong nhìn thấy Bùi Vũ Phu, người ở năm đó đã từng đánh bại hắn trên tình trường. Tiểu Tranh, kể từ đời gia gia của con thì Tần gia của chúng ta đã bắt đầu xuống dốc rồi. Tần Hồng Sơn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tần Tranh. Vốn bản thân cha muốn thông qua đám hỏi cùng Diệp gia để con được thuận lợi tiến thêm bước nữa. Nếu như vậy thì ít nhất trong vòng 10 năm Tần gia của chúng ta sẽ không bị rớt xuống. Tần Tranh chăm chú nghe. Chẳng qua là người định không bằng trời định, hai, thật không ngờ đứa bé Đông Tuyết kia. Hai, nhắc tới Tần Đông Tuyết thì Tần Hồng Sơn không khỏi cảm thấy đau đầu, sau đó giận dữ nói. Chuyện lần này là phúc hay họa còn rất khó nói, tóm lại nhất định chúng ta phải cẩn thận.
bởi vì nó sẽ quyết định tương lai Tần gia của chúng ta. Con đã hiểu. Trong lòng Tần Tranh cũng thở dài, nếu như hắn không biết được điểm này thì làm sao lại làm con gái của mình khó xử như vậy, làm sao lấy hạnh phúc của con gái mình ra làm trò đùa đây. Hắn muốn làm một người cha tốt, nhưng mà hắn càng muốn làm một gia chủ tốt. 30 phút sau, Tần Tranh đón xe rời khỏi Hoàng gia Lâm Viên. Tần thư ký, trước mắt tiểu thư cùng với thanh niên tên là Bùi Đông Lai đang ở Bát Đạt Lĩnh. Ô tô chạy ra khỏi Hoàng gia Lâm Viên, lái xe của Tần Tranh xin chỉ thị, nói. Có cần đón tiểu thư trở về không? Không cần, đứa nhỏ kia cũng không dễ dàng gì. Tần Tranh khẽ thở dài, sau đó đem ánh mắt nhìn ra cửa xe, nhìn về tòa tứ hợp viện của Bùi Vũ Phu, nhịn không được mà thầm nghĩ, Vũ Phu, 20 năm trước ông đã đại náo kinh thành, lấy tư thế không ai bì nổi mà mang theo vãn tình rời đi. Hiện tại, con của ông lại muốn đem đi con gái của tôi, điều này cần phải xem lễ hỏi của ông có đủ trọng lương không. Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn cây, trong bãi đỗ xe trên Bát Đạt Lĩnh, Bùi Đông Lai ngồi ở trong chiếc Audi A6 có biển số Yên Kinh, Tần Đông Tuyết đang đắp chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn của hắn ngồi ở bên cạnh, dựa vào vai hắn, khóe miệng nàng nở ra nụ cười hạnh phúc. Tối qua, sau khi hắn và Tần Đông Tuyết lên Bát Đạt Lĩnh, bởi vì nhiệt độ hơi thấp, hắn sợ Tần Đông Tuyết cảm lạnh cho nên hai người đã trở về trong xe. Sau khi vào xe, Tần Đông Tuyết muốn nghe chuyện nửa năm qua của Bùi Đông Lai, BDDL cũng không có giấu giếm mà đem mọi việc kể ra cho TDA nghe. Kết quả, mới nghe được một nửa thì Tần Đông Tuyết đã lăn ra ngủ. Không biết qua bao lâu, Tần Đông Tuyết mở to mắt, nhìn thấy Bùi Đông Lai gần trong gang tấc. Tại sao không gọi tớ dậy? Nói xong, Tần Đông Tuyết cảm thấy có chút tự trách, nàng cảm thấy được thời gian ở bên cạnh Bùi Đông Lai mà để ngủ thì thật sự quá lãng phí. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, tớ không đành lòng. Bùi Đông Lai ôn nhu nói. Hơn nữa, tối hôm trước cậu cũng đã không ngủ. Vẻ mặt Tần Đông Tuyết ngạc nhiên, nàng muốn hỏi vì sao Bùi Đông Lai lại biết nàng không ngủ vào tối hôm trước. Nhưng lúc này nàng lại thấy được một tên bảo tiêu của Tần gia đang đi tới. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết hơi nhíu mày. Cần phải trở về rồi. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng giúp đỡ Tần Đông Tuyết sửa sang lại đầu tóc rối bời một lát sau đó bước xuống xe. Chúng tôi muốn đưa tiểu thư trở về, xin cậu hãy phối hợp một chút. Tên bảo tiêu Tần gia kia đi đến trước người Bùi Đông Lai rồi nói thẳng. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu. Ngoài ra, Tần thư ký còn muốn nói cho cậu biết, hai ngày sau sẽ có người sẽ gọi điện cho cậu, ước chừng sẽ gặp mặt cậu, ngài đề nghị cậu nên đi gặp người đó một lần. Bảo tiêu Tần gia bổ sung thêm. Trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Cảm ơn, Đông Lai. Sau đó, không đợi tên bảo tiêu kia mở miệng, Tần Đông Tuyết đi đến bên người Bùi Đông Lai, cầm hai tay của Bùi Đông Lai rồi nắm chặt, vẻ mặt kiên định nói. Cậu phải nhớ rõ, vô luận phát sinh chuyện gì thì sự việc giữa hai chúng ta vẫn là do hai chúng ta định đoạt. Tớ nói rồi. Tớ sẽ quang minh chính đại đi vào Tần gia để dắt cậu rời đi. Dưới ánh dạng đông, Bùi Đông Lai vươn tay ra vuốt vào má của Tần Đông Tuyết, nói ra từng lời hứa hẹn. Cảm nhận được vẻ ôn nhu của Bùi Đông Lai, trong lòng Tần Đông Tuyết vô cùng cảm động. Nàng rất hiểu nam nhân này, người khác đụng phải tường thì sẽ quay đầu lại nhưng mà đối với nam nhân này thì hắn lại lựa chọn đánh ngã tường, tiếp tục cất bước đi tới. Bởi vì hiểu được tất cả chuyện này nên Tần Đông Tuyết cắn môi. Khẽ gật đầu rồi nói. Tớ sẽ đưa cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi. Không cần đâu Tần Đông Tuyết đồng học, ở Yên Kinh này tớ đã có chỗ ở. Bùi Đông Lai cười cười, chỉ vào chỗ cách đây không xa. Nhìn vào hướng Bùi Đông Lai chỉ, Tần Đông Tuyết thấy được cách đó có ba chiếc xe hơi đang đậu, trong đó dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce Phantom ngoài ra còn có hai chiếc Mercedes-Benz S350. Thấy một màn như vậy thì Tần Đông Tuyết thầm mắng mình hồ đồ. Đứng ở trước mặt mình không phải là Bùi Đông Lai lúc ở Trầm Thành nữa. Hắn chẳng những là người thần bí mà có một người cha vô cùng cường đại nữa, hơn nữa bằng vào sự cố gắng của mình mà hắn đã nhấc lên gió tanh mưa máu ở Hắc Đạo tại Trung Quốc, mơ hồ có xu thế nhất thống Hắc Đạo của Trung Quốc. Trở về hãy ngủ một giấc đi. Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Chờ tớ đi đón cậu. Ừ. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu. Bùi Đông Lai thấy thế. Không nói lời vô ích lập tức đi về phía ba chiếc xe kia. Trong ô tô, nam nhân trung niên thấy Bùi Đông Lai đang tới thì vội vàng đẩy cửa xe ra,
xuống xe rồi cung kính đứng ở bên cửa xe, lẳng lặng đợi Bùi Đông Lai tới. Lão bản. Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần, nam nhân trung niên tên là Lôi Đại Bằng liền cúi chào. Lôi quản lý, lên xe rồi nói. Bùi Đông Lai không có lên mặt mà là giống như ngày thường, nở ra nụ cười. Vâng, lão bản. Lôi Đại Bằng gật đầu đồng ý, chủ động mở cửa xe cho Bùi Đông Lai, hơn nữa âm thầm làm ra một động tác thủ thế, ý nói bảo Tiêu ở phía sau đi theo. Rất nhanh, Bùi Đông Lai cùng Lôi Đại Bằng đã tiến vào chiếc Rolls Royce Phantom. Ô tô khởi động, ba chiếc xe lăn bánh rời đi. Trong chiếc Rolls Royce Phantom, thân là người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh thì Lôi Đại Bằng vô cùng khẩn trương. Bởi vì biết được vị lão bản này đã thu phục được xà mỹ nữ Quý Hồng, đã trở thành người phía sau màn của tập đoàn Đông Hải. Hơn nữa, người thanh niên này còn xưng bá hắc đạo ở vùng Tam Giác Trường Giang, rồi còn quét ngang hắc đạo ở Nam Cảng, Lôi Đại Bằng cũng đã nghe được mục đích đến Yên Kinh lần này của Bùi Đông Lai. Dưới một dạng tình như vậy, đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn còn tỏ ra khẩn trương hơn so với lúc đối mặt với Quý Hồng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lão bản, ở Côn Ngọc Hà tôi đã chuẩn bị cho ngài một ngôi biệt thự, trước tiên ngài đến đó để nghỉ ngơi một chút đi. Vô cùng khẩn trương, Lôi Đại Bằng chủ động mở miệng, lúc nói chuyện thì hắn lộ ra bộ dạng cẩn thận. Được. Bùi Đông Lai khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương đồng ý đề nghị của Lôi Đại Bằng, sau đó hỏi. Thứ tôi nói ông chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều có trong này. Lôi Đại Bằng liền lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Bùi Đông Lai. Bên trong tài liệu là toàn bộ ghi chép có liên quan đến thành viên của Tần gia. Lão bản, sáng nay Quý Tổng đã gọi điện thoại đến cho tôi, Quý Tổng nói nếu ngài có việc gì thì cứ mở miệng nói với tôi. Lôi Đại Bằng do dự một chút, lại nói. Ở kinh thành này thì tôi cũng có quen thuộc với một ít người. Bùi Đông Lai cúi đầu nhìn xấp tài liệu cũng không tỏ thái độ gì. Lão bản, tuy rằng Tần gia là một hào môn ở kinh thành nhưng mà nếu chúng ta dùng toàn bộ quan hệ thì nó cũng sẽ phát huy được một ít tác dụng. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Lôi Đại Bằng lại bổ sung. Bây giờ chưa phải lúc. Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên. Chờ đến lúc thích hợp, tôi sẽ thông báo cho ông. Vâng, lão bản. Lôi Đại Bằng liền trả lời nhưng trong lòng lại tò mò. Hắn tò mò nếu Bùi Đông Lai không vận dụng mạng lưới quan hệ của Đông Hải thì rốt cuộc Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà bước vào cánh cửa của Tần ra đây. Reng, reng. Không đợi Lôi Đại Bằng nghĩ hết, đột nhiên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhanh như vậy sao? Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên thì trong lòng Bùi Đông Lai ngẩng ra. Hắn lấy chiếc Nokia kiểu cũ mà Qua Tử mua cho hắn, thấy được số gọi điện là một số xa lạ ở Yên Kinh. Ơ lu. Bùi Đông Lai nghe điện thoại nhưng trong lòng lại tò mò là ai đã gọi đến cho mình. Anh Đông Lai, chào anh. Một giọng nói hưng phấn liền vang lên. Em gọi là Bạch Kiến Khôn, cha em là Bạch Quốc Du. Chào cậu. Biết được đối phương là con của Bạch Quốc Du thì Bùi Đông Lai liền cảm thấy tò mò. Tiểu Khôn, cậu tìm anh có việc gì sao? Việc này, anh Đông Lai, bây giờ anh có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại. Lúc này Bạch Kiến Khôn đang học ở trường trung học Thanh Hoa lộ ra vẻ chờ mong hỏi. Nếu có thời gian thì em nghĩ muốn gặp anh gặp mặt một chút. Được, cậu đang ở đâu, để anh tới đó sao? Nghĩ đến việc hợp tác giữa mình và Bạch Quốc Du, nhớ tới việc Bạch Quốc Du đã từng trợ giúp mình. Tuy rằng Bùi Đông Lai Khôn biết vì sao Bạch Kiến Khôn lại muốn gặp hắn nhưng hắn liền đáp ứng đề nghị của Bạch Kiến Khôn. Điều này, anh Đông Lai, ba mẹ em quản em vô cùng nghiêm. Không cho phép em trốn học, nếu không thì anh hãy đến phụ cận của trường trung học Thanh Hoa đi, sau đó rồi gọi cho em sẽ chuồn ra gặp anh. Bạch Kiến Khôn nói. Được. Bùi Đông Lai nói xong cúp điện thoại rồi nói. Đi tới trường trung học Thanh Hoa, tốc độ nhanh một chút. Một giờ sau, Bùi Đông Lai đến gần trường trung học Thanh Hoa sau đó liên lạc với Bạch Kiến Khôn, biết được Bạch Kiến Khôn đang hót. Bạch Kiến Khôn đề nghị xin phép nghỉ học để gặp hắn nhưng lại bị hắn từ chối mà hắn đi đến giáo học lâu để gặp Bạch Kiến Khôn. Reng, reng. Vào lúc 10, tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, tất cả mọi học sinh trong trường đều chạy ra sân trường, tranh thủ hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi lúc giữa giờ này. Bạch Kiến Khôn ra người đầu tiên lao ra lớp 11/1, hắn đem đầu ngó qua cửa sổ, thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai thì liền lao nhanh xuống lầu. Anh Đông Lai. Rất nhanh Bạch Kiến Khôn đã chạy xuống dưới lầu,
một bên chạy, một bên hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bùi Đông Lai nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy được một nam hài mặc đồng phục chạy về phía mình thì liền bước tới. Anh Đông Lai, cảm ơn anh đã đến đây để gặp em. Hai người gặp nhau, Bạch Kiến Khôn liền âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai một phen sau đó nói tiếng cảm ơn. Nghe được Bạch Kiến Khôn nói tiếng cảm ơn, thấy được vẻ phấn chấn trên người của Bạch Kiến Khôn. Nếu Bùi Đông Lai không biết thân phận của Bạch Kiến Khôn thì hắn sẽ cho rằng đây là một học sinh bình thường. Bởi vì trên người của Bạch Kiến Khôn không có một chút bộ dáng của mấy đứa nhà quyền thế. Không có gì. Bùi Đông Lai cười cười, nói. Đúng rồi, Tiểu Khôn, cậu tìm anh có việc gì không? Ba của em nói anh là một người vĩ đại nói để cho anh làm quen với anh, từ anh học được một ít kiến thức. Bạch Kiến Khôn nói. Ngoài ra, lớp em thậm chí là cả trường em có rất nhiều bạn sùng bái anh. Bọn họ cảm thấy anh quả đúng là một yêu quái. Có thể thi đại học đạt được 745 điểm, số điểm cao nhất cả nước từ trước đến nay, hơn nữa lại ở trong buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế vừa rồi lại phóng ra những tia sáng kỳ lạ. Nghe Bạch Kiến Khôn nói thế thì Bùi Đông Lai một trận hắc tuyến, hắn không nghĩ Bạch Kiến Khôn tìm hắn để nói những chuyện này. Anh Đông Lai, nếu có thể thì anh hãy thu em làm đệ tử đi, đến lúc đó em sẽ thi vào Đại học Đông Hải, cùng với anh học chung một trường. Bạch Kiến Khôn thấy Bùi Đông Lai không mở miệng thì nói tiếp. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Đây là ý của ba cậu phải không? Không phải. Bạch Kiến Khôn lộ ra vẻ hơi xấu hổ, sau đó cười nói. Bất quá, ba của em chắc cũng sẽ đồng ý. Được rồi. Vẻ mặt Bùi Đông Lai kỳ quái mà đáp ứng nhưng trong lòng lại tò mò. Lúc trẻ Bạch Quốc Du là một trong tứ đại thiếu gia của kinh thành, hơn nữa lại là một người sắc bén nhất trong bốn người, thế mà lại có một đứa con đáng yêu như thế này. Để tỏ lòng cảm ơn với anh Đông Lai, em sẽ nói cho anh một bí mật. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Bạch Kiến Khôn liền kích động sau đó nói. Cái gì? Bùi Đông Lai hỏi. Bạch Kiến Khôn đến gần, hạ giọng nói nhỏ. Mục đích đến Yên Kinh của anh thì em biết. Là vì cưới chị Tần Đồng Tuyết mà nghe nói chị Tần Đồn Tuyết kia được định làm thái tử phi chó má gì đó cho Diệp đại thiếu gia. Như vậy, anh sẽ bị người của Tần gia làm khó dễ, hơn nữa cũng sẽ bị người của Diệp gia tìm cách gây cản trở anh. Nếu nói lúc nãy Bạch Kiến Khôn khiến cho Bùi Đông Lai cảm thấy hắn là một học sinh trung học bình thường thì lúc này Bùi Đông Lai lại cảm thấy Bạch Kiến Khôn đã kế thừa gen của Bạch Quốc Du. Đây là bí mật mà cậu muốn nói ư? Bùi Đông Lai hỏi. Đương nhiên là không phải. Bạch Kiến Khôn lắc đầu, sau đó vẻ mặt thần bí nói. Hôm qua, ban của em đến gặp ông nội, nếu không có gì bất ngờ thì lúc này đây, Bạch gia nhà em sẽ ra mặt ủng hộ anh. Qua tử đến rồi. Bạch gia ủng hộ mình. Nghe được Bạch Kiến Khôn nói thế thì Bùi Đông Lai không khỏi biến sắc, trong lòng cũng nổi lên những gợn sóng. Anh đừng bao giờ nói cho người nhà em biết rằng em đã nói điều này cho anh, nếu không thì em sẽ bị mẹ em quất một trận a. Thấy Bùi Đông Lai hơi khiếp sợ thì Bạch Kiến Khôn liền mở miệng nói thêm. Ừ, Bùi Đông Lai liền lấy lại tinh thần, hắn gật đầu cười. Anh Đông Lai cố lên, 20 năm trước ở trên tình trường thì ba của em đã bại trong tay ba của anh, hiện nay anh nhất định sẽ đánh bại tên Diệp Tranh Vanh chó má kia. Bạch Kiến Khôn nắm tay lại rồi quơ quơ lên, ý bảo Bùi Đông Lai cố lên. Biết rồi. Bùi Đông Lai thấy thế thì càng cảm thấy được Bạch Kiến Khôn thật sự rất đáng yêu. Được rồi, em lên lớp đây. Bạch Kiến Khôn nói xong thì cười hắc hắc. Lớp em có không ít người sùng bái anh đâu, em đi lên thổi phồng vài câu đã. Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Bạch Kiến Khôn lên lầu nhưng trong lòng không nhịn được mà âm thầm cảm than. Xã hội này thật là, có một đám người mới nổi lên nhưng lúc nào cũng làm ra bộ dạng ta đây là số một. Nhưng mà Bạch Kiến Khôn thì khác, tuy rằng cậu nhỏ này sống trong sung sướng từ nhỏ đến giờ nhưng lại rất đáng yêu. Điều này giống như một sự châm chọc. Sau khi đi ra khỏi trường trung học Thanh Hoa thì Lôi Đại Bằng vẫn cung kính đưa Bùi Đông Lai vào trong chiếc Rolls Royce Phantom. Qua tử, người đang ở đâu? Ô tô khởi động, Bùi Đông Lai đem mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, đôi mắt hơi phiếm hồng. Không có đáp án. Qua ra tay, Bạch gia ủng hộ, đánh cờ bắt đầu. Côn Ngọc Hà là một trong những khu vực dành cho người thượng lưu ở Yên Kinh. Thân là người phụ trách của tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh thì trước đây Lôi Đại Bằng từng là CEO của tập đoàn Hồng Hải, là trợ thủ đắc lực của Quý Hồng,
phụ trách xử lý công việc của tập đoàn Hồng Hải. Hiện giờ, tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn Thiên Tường, tập đoàn Vân Đạt, tập đoàn Hồng Tinh hợp lại với nhau tạo thành tập đoàn Đông Hải. Tổng bộ vẫn đặt ở Đông Hải, bất quá ở Yên Kinh, Hàng Hồ cùng Nam Cảng cũng có 3 công ty con của nó. Cho nên, tuy rằng thân phận của Lôi Đại Bằng đã trở thành người phụ trách công ty tại Đông Hải nhưng thực lực trên tay của Lôi Đại Bằng chẳng những không có giảm bớt mà ngược lại nó còn tăng lên. Mạng lưới quan hệ của 4 công ty ở Yên Kinh đều là một mình hắn khai thông. Bất động sản ở lưu vực Côn Ngọc Hà là do Lôi Đại Bằng mua, bởi vì lúc trước lúc ở ngoại thành, hắn cảm thấy được quá lãng phí thời gian cho nên muốn mua một tòa nhà ở trong khu nội thành. Nhưng mà, bởi vì công việc quá nhiều cho nên Lôi Đại Bằng còn chưa kịp chuyển nhà. Như vậy, trước khi Bùi Đông Lai tiến vào khu biệt thự này thì nơi này chưa từng có người ở qua. Sáng sớm 2 ngày sau, Bùi Đông Lai chấm dứt luyện công buổi sáng, Lôi Đại Bằng giống như 2 ngày trước, sáng sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng dành cho Bùi Đông Lai. Lôi quản lý, từ hôm nay trở đi, ông có chuyện gì thì cứ làm đi, nếu tôi có chuyện gì cần thì sẽ thông báo cho ông. Sau khi ngồi xuống, Bùi Đông Lai trầm ngâm một lát rồi nói. Lão bản, có phải là tôi đã làm điều gì không tốt? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Lôi Đại Bằng hoảng hồn. Không phải. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, nói. Ông là người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh này. Trên vai đảm nhận nhiều việc nặng, công việc bề bộn, nếu ông cứ ở bên cạnh tôi hoài như thế này thì sẽ làm chậm trễ chuyện của công ty. Trong điện thoại quý lão bản đã phân phó, lấy ngài làm việc chính còn sinh ý có thể bỏ lại. Lôi Đại Bằng nhẹ nhàng thở ra, cười cười, nói. Bất quá, nếu lão bản đã mở miệng thì tôi đây sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Bùi Đông Lai gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết rõ sở dĩ Quý Hồng phân phó Lôi Đại Bằng làm vậy làm bởi vì Quý Hồng hiểu hắn, biết hắn vì một số việc, vì một số người mà hoàn toàn không lo lắng tới lợi ích. Reng, reng. Dùng xong bữa sáng, sau khi Lôi Đại Bằng rời đi thì điện thoại của Bùi Đông Lai lại vang lên. Rốt cuộc đã tới. Bùi Đông Lai thầm nghĩ trong lòng một câu rồi bắt máy. Alo, tôi là Tần Yến, là tiểu cô của Đông Tuyết. Điện thoại được chuyển, Tần Yến liền nói thẳng. Giữa trưa cậu đến hội sở U Lan tìm tôi. Nói xong, Tần Yến không đợi Bùi Đông Lai trả lời thì liền cúp điện thoại. Đô, đô. Nghe điện thoại bị cúp thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận mà sắc mặt bình tĩnh để điện thoại xuống. Trong đầu hiện ra tư liệu của Tần Yến. Tần Yến, nữ, 34 tuổi, là thành viên ít tuổi nhất đời thứ 3 của Tần gia. Sau khi kết hôn đã đến cục GD đảm nhận chức vụ tổng cục. Lúc 11 giờ, Bùi Đông Lai rời khỏi biệt thự. Đi trên chiếc Rolls-Royce Phantom tới hội sở U Lan. 11 giờ 40, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa hội sở U Lan. Hội sở U Lan là một hội sở dành cho nữ nhân, người ở trong này toàn là nữ nhân. Bất quá cũng không thiếu người bỏ tiền ra nuôi tiểu bạch kiếm bởi thế khi Bùi Đông Lai tiến vào hội sở U Lan thì cũng không khiến cho các nhân viên tiếp khách kinh ngạc. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai ạ? Chân trước Bùi Đông Lai mới bước vào hội sở thì liền có một nữ nhân thành thục bước ra chào đón, nàng nở ra một nụ cười nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Vâng, tôi tới đây tìm người. Thấy được vẻ cảnh giác của thiếu phụ thì Bùi Đông Lai trực tiếp thừa nhận. Xin hỏi, ngài tìm ai? Nụ cười trên mặt của thiếu phụ này vẫn không giảm. Tần Yến. Bùi Đông Lai lại bổ sung thêm. Nàng nói tôi đến đây. Thì ra là Bùi Thiếu. Tần tiểu thư đã có nói qua, mời ngài. Nghe được Bùi Đông Lai muốn tìm Tần Yến thì thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó làm ra một động tác mời rồi lắc lắc thân hình rắn nước đi trước. Bùi Đông Lai không có nhìn cái mông mê người của thiếu phụ kia. Hắn âm thầm quan sát thì phát hiện trong này ngoài một ít máy camera ra thì còn có mấy người núp trong bóng tối, âm thầm quan sát. Có chút ý tứ. Trong một gian phòng VIP trong hội sở, thông qua màn hình thấy được nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai thì Tần Yến ly cà phê trong ta xuống rồi lấy ra một cái điện thoại, bấm một dãy số rồi nói. Có thể nói cho các nàng, để các nàng đến đây. Vâng, Tần tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của nữ nhân viên vô cùng tôn kính. Bản thân tôi muốn nhìn xem tiểu tử nhà cậu dựa vào cái gì mà khiến cho Đông Tuyết khăng khăng một mực với cậu. Để điện thoại xuống. Tần Yến đưa mắt nhìn Bùi Đông Lai và thiếu phụ kia tiến vào trong thang máy thì trong mắt nàng hiện lên vẻ hứng thú. Đinh đông.
Nương theo một tiếng vang nhỏ, thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Bùi Đông Lai đi theo thiếu phụ ra khỏi thang máy, đập vào mắt hắn chính là một cái hành lang rực rỡ. Mấy phút sau, sau khi đi vòng qua mấy hành lang thì thiếu phụ đã mang Bùi Đông Lai đến vào một gian phòng ở cuối hành lang. Bùi tiên sinh, Tần tiểu thư ở bên trong chờ ngài, mời ngài vào. Thiếu phụ mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai nói. Cảm ơn. Bùi Đông Lai gật gật đầu, đợi sau khi thiếu phụ rời đi thì hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa không có khóa, vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo. Két. Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền mở cửa đi vào. Cửa phòng được mở ra, Bùi Đông Lai không ngừng lại mà cất bước đi vào. Ngay sau đó, bước chân của Bùi Đông Lai dừng lại. Thuận theo ánh mắt thì hắn thấy được trong phòng có ba người. Ba nữ nhân xinh đẹp. Ách, khi Bùi Đông Lai dừng bước lại thì trong phòng hai nữ nhân chân dài đều trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai, miệng mở to ra đủ để nhét vào đó một cái trứng gà. Đông Lai. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai bước tiếp, hai nữ nhân đó đã đứng lên, chăm miệng một lời, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng cùng hưng phấn. Bên tai vang lên tiếng kinh hô của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân, nhìn bộ dạng khiếp sợ của hai người thì Bùi Đông Lai biết được hai người này là bị Tần Yến tính kế để đến đây. Còn về phần mục đích của Tần Yến để cho Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đến đây thì Bùi Đông Lai dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được. Mọi người đã biết nhau thì tôi cũng không giới thiệu nữa. Thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn về phía mình hơi lộ ra vẻ tức giận thì Tần Yến cũng không có để ý mà là mỉm cười đứng lên. Chị Tần, chị cũng biết Đông Lai ư? Nghe Tần Yến nói thế, không đợi mở miệng thì Mộ Khuynh Nhan đã hỏi. Thân là thiên hậu thì Mộ Khuynh Nhan cũng có quen biết với Tần Yến. Cho nên, khi nàng nhận được lời mời của Tần Yến đến Yên Kinh để quay MV thì nàng liền cùng với Trang Hiểu Vân liền tới đây để gặp Tần Yến, nhưng không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ đến đây, càng không nghĩ đến Tần Yến lại quen biết với Bùi Đông Lai. Chị không biết cậu ấy. Tần Yến lắc đầu. Bất quá, cháu gái của chị quen cậu ta. Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân nghe vậy cũng không hiểu ra sao. Mà Bùi Đông Lai thì giữ im lặng, đi tới. Cháu gái của chị là Tần Đông Tuyết, là bạn gái của cậu ta, mục đích đến Yên Kinh lần này của hắn mà muốn đoạt cháu gái chị. Tần Yến không kiêng kỵ mà giải thích. Bạn gái. Nghe được hai chữ này, Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân đều chấn động sau đó vẻ mặt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Lại thấy trên mặt Bùi Đông Lai không tỏ ra vẻ vui sướng gì, đôi mắt của Bùi Đông Lai một mảnh ảm đạm, đứng nguyên tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Bùi Đông Lai, tôi nhìn ra được, các nàng đều thích cậu. Tần Yến mở miệng. Lộp bộp. Nghe Tần Yến nói thế thì trong lòng Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đều rung mạnh, các nàng thất kinh nhìn về phía Bùi Đông Lai, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Bùi Đông Lai nhìn qua Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân. Ý bảo hai người an tâm chớ nên nóng nảy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Yến. Nếu cô đừng để họ xuất hiện ở chỗ này thì tôi có thể gọi cô một tiếng tiểu cô hoặc là gì. Còn hiện tại, Tần Yến hứng thú hỏi, dường như không sợ Bùi Đông Lai tức giận. Tần tiểu thư, các nàng thích tôi, đó là chuyện của tôi cùng các nàng ấy, không liên quan đến cô. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Tần Yến ngưng mắt nhìn Bùi Đông Lai, cười lạnh nói. Đông Tuyết là do một tay tôi ôm lớn, tôi không chấp nhận để nàng chịu ủy khuất. Nếu cậu không xử lý sạch sẽ đám cỏ dại bên người thì đừng hòng bước vào cửa của Tần gia. Cỏ dại. Nghe Tần Yến nói thế thì sắc mặt của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân liền trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt một mảnh ảm đạm. Có một số việc, người khác không nói, chỉ cần tôi cho rằng đó là việc phải làm thì tôi sẽ toàn lực làm, để nó không thẹn với lương tâm của mình. Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân sau đó vỗ vỗ bả vai của hai người, đợi cho hai người ngồi xuống rồi thì hắn xoay người nhìn về Tần Yến, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Có một số chuyện, tôi không muốn làm cho dù Thiên Vương Lão Tử đến đây thì cũng đừng hòng khiến tôi thay đổi chủ ý. Vậy là cậu muốn khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu thôi sao? Tần Yến nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Đông Lai, mở miệng gằn từng chữ. Các cậu đến Yên Kinh lúc nào? Bởi vì trước khi Bùi Đông Lai đến Yên Kinh thì hắn đều ở trong trại huấn luyện của đại đội đặc chủng Đằng Long nên cơ hồ không tiếp xúc với bên ngoài, mà đến Yên Kinh thì vốn là để tham gia thảo luận nghiên cứu về học thuyết kinh tế,
sau đó gặp mặt Tần Đông Tuyết rồi một lòng một dạ tìm hiểu về Tần gia để chuẩn bị bước vào sau này, hắn cũng không biết chuyện Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đến Yên Kinh quay MV. Công ty bọn tớ cho bọn tớ ra album mới, trong đó có hai MV cần quay lấy cảnh trong cố cung. Nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan trả lời trước. 3 ngày trước bọn tớ tới đây, còn cậu thì sao? Tới lúc nào? Tớ đến đây được 5 ngày rồi. Bên tai vang lên lời nói của Mộ Khuynh Nhan, cảm nhận được hình như Mộ Khuynh Nhan đã bình tâm trở lại sau khi bị đả kích thì trong lòng Bùi Đông Lai nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn biết tâm tư Mộ Khuynh Nhan đơn thuần, dù có biết một số việc đã xảy ra cũng không vướng bận. So với Mộ Khuynh Nhan mà nói, Trang Hiểu Vân đã lăn lộn kiếm ăn trong xã hội từ năm 10 mấy tuổi, tuy rằng đã biết xã hội tàn khốc, lòng người hiểm độc, nhưng mà có một số việc chưa chắc đã có thể nhìn thông được như Mộ Khuynh Nhan. Đây cũng chính là cái gọi là xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, ba cảnh giới nhân sinh. Chịu, chả hiêu gì, 88. Mộ Khuynh Nhan hiện tại còn ở cảnh giới thứ nhất, mà Trang Hiểu Vân đã đạt cảnh giới thứ hai. Mà cảnh giới thứ hai chính là cảnh giới rối rắm nhất, nhưng cũng lại chiếm quãng đời của con người dài nhất, thậm chí có người đến khoảnh khắc chết đi mới đạt tới cảnh giới cuối cùng. Mặc dù hiểu được điều này nhưng Bùi Đông Lai lại không có ý né tránh vấn đề này, bởi vì hắn nhận ra tình cảm của Trang Hiểu Vân khác với tình yêu đơn thuần tinh khiết của Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân vì cảm kích mà mới thích hắn. Nhưng mà, cảm kích và tình yêu nhìn thì có vẻ rất gần nhau, nhưng thực tế thì không có khả năng cùng xuất hiện. 2 ngày sau chúng tớ phải về Nam Cảng, khi nào thì cậu đi khỏi đây? Mộ Khuynh Nhan chớp mắt hỏi. Ít nhất cũng còn phải ở chỗ này nửa tháng nữa. Bùi Đông Lai không có ý giấu giếm, kế tiếp hắn cần gặp mặt những người của Tần gia, sau đó phải tham gia đại bỉ võ của bộ đội đặc chủng cả nước, trong thời gian ngắn không thể rời Yên Kinh. Bởi vì không muốn gây thêm phiền toái không cần thiết, hơn nữa Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân là người mà công ty giải trí Đông Hải điều tới Yên Kinh nên Bùi Đông Lai không đưa hai người về biệt thự mà đưa hai người tới khách sạn, sau đó một mình ly khai. Thời gian gặp mặt trưởng bối thứ hai của Tần gia sớm hơn dự liệu của Bùi Đông Lai. Ngay sau khi rời khỏi khách sạn, Bùi Đông Lai đang định quay về thì lại nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Chủ nhân cuộc điện thoại là nhị bá của Tần Đông Tuyết, Tần Phong, một trong những nhân vật đại biểu của đời thứ ba Tần gia, đảm nhận chức vụ phó cục trưởng ở Bộ Giao thông Vận tải. Tần Phong hẹn Bùi Đông Lai gặp mặt tại phòng làm việc của ông ta. Thân phận ngầm của Bùi Đông Lai là người đứng đầu hắc đạo vùng Tam Giác khu Trường Giang và Nam Cảng. Khiến cho một lão đại hắc đạo phải đi tới nơi ông ta làm việc để gặp mặt, Tần Phong ra oai phủ đầu trực tiếp. 3 giờ chiều, Bùi Đông Lai dựa theo ước hẹn đến trước đại viện ga bộ, hắn bước từ trên xe Rolls Royce Phantom xuống, một mình bước vào nơi mà nhiều đại ca hắc đạo khác chỉ nghe tên cũng sợ tới chân tay mềm nhũn, bước chân hắn trầm ổn, ung dung. Tần Phong khoanh tay đứng phía trước cửa sổ trong văn phòng nhìn Bùi Đông Lai ung dung bước tới cao ốc, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Cho dù trong quá trình quật khởi Bùi Đông Lai đã cẩn thận xóa dấu vết nhưng không may vẫn bị người khác nhìn ra nhược điểm, thân phận ngầm của hắn lộ ra, muốn cho cảnh sát không chú ý tới hắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Tư liệu về hắn sớm đã có đủ ở đây, hơn nữa còn thuộc loại đối tượng cần chú ý đặc biệt. Dưới tình hình như thế, ngay khi Bùi Đông Lai bước vào đại sảnh, rất nhiều ánh mắt không có hảo cảm hướng về phía hắn. Thậm chí có thể nói đó là những ánh mắt dò xét. Đối với điều đó thì Bùi Đông Lai cũng không để ý, chỉ dựa theo lời dặn trước đi thẳng tới văn phòng Tần Phong. Lên từng lầu, bước qua lần lượt các gian phòng, sắc mặt của Bùi Đông Lai không đổi tiến đến cửa phòng làm việc của Tần Phong, nhẹ nhàng gõ cửa. Không có phản ứng. Bùi Đông Lai tiếp tục gõ, độ mạnh yếu, tiết tấu và nhịp gõ giống y lúc trước. Vào đi. Lúc này trong văn phòng mới truyền ra một giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng. Két. Bùi Đông Lai đẩy cửa bước vào thì thấy Tần Phong đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xem một văn kiện nào đó, dường như không biết hắn đã đi vào, cũng không ngẩng đầu lên. Bùi Đông Lai thấy thế cũng không đi tới chỗ Tần Phong, mà đứng thẳng ở cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Ước chừng 10 phút trôi qua, Tần Phong mới buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn Bùi Đông Lai. Ngài khoe chứ, chú Tần, tôi là Bùi Đông Lai. Mặc dù đối phương biết thân phận của mình nhưng Bùi Đông Lai vẫn chủ động mở miệng giới thiệu,
còn sử dụng cả vai vế lễ nghi. Tôi không phải là chú của cậu, đồng thời trong cao ốc này cũng không có ai kêu là chú cả. Tần Phong nghiêm mặt lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai im lặng. Tôi có một cuộc họp gấp cần tham gia. Thấy Bùi Đông Lai không nói gì, Tần Phong lại nói, ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước. Cậu có thể lựa chọn ở đây chờ tôi, hoặc cũng có thể bỏ đi. Được. Bùi Đông Lai bình tĩnh trả lời chắc chắn, sau đó không đợi Tần Phong nói thêm gì đã đi đến ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống. Tần Phong không nói thêm lời vô ích, cầm lấy tài liệu và giấy bút bỏ đi. Thấy Tần Phong bỏ đi, Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua cuốn luật hình pháp trên bàn trà, hắn vươn tay cầm lấy xem. Một giờ sau, Tần Phong quay lại, thấy Bùi Đông Lai đang xem cuốn luật hình pháp cũng không cảm thấy ngoài dự kiến. Nhìn quyển sách này cậu có thấy chột dạ hay không? Ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, Tần Phong lãnh đạm nhìn Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai khép sách lại, thẳng thắn tiếp ánh mắt soi xét của Tần Phong, thản nhiên nói. Đối với người bình thường mà nói, học tập pháp luật là để tuân thủ pháp luật, còn với người thông minh thì học pháp luật chỉ để lách luật. Xem ra cậu là người thông minh sao? Tần Phong khinh thường cười. Hơn nữa còn tuyệt không chột dạ. Vì sao tôi phải chột dạ? Hắc! Tần Phong khẽ cười, bóp tắt tàn thuốc đưa tay kéo ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ tiện tay quăng về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đưa tay bắt lấy, bắt rất chuẩn. Đối với việc đó Tần Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà chỉ cười lanh, nói. Đừng tưởng rằng những chuyện cậu làm không có ai biết, trên thế giới này không có con đường đi đêm nào không lọt gió, kiểu gì cũng sẽ gặp quỷ. Tôi chưa thấy ma quỷ, cũng không tin trên thế giới này có ma quỷ, mà cho dù gặp được tôi cũng không sợ. Bùi Đông Lai nhẹ buông hồ sơ của mình, hờ hừng đáp. Bùi Đông Lai, cậu cho rằng cậu lén lút làm mấy hành động không thể đưa ra ánh sáng thì đã cho là mình đạt được thành công. Có thể từng bước khiến người Tần gia ta nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Tần Phong lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai cười nhạt một tiếng. Thành công hay không thành công tôi không biết, chỉ biết rằng sau cha tôi là người duy nhất có thể làm chủ màn đêm ở Tam Giác Trường Giang. Càn rỡ. Tần Phong trừng mắt, quát to một tiếng. Bùi Đông Lai, cậu có biết đây là nơi nào không? Tôi biết, tôi còn biết ông là phó bộ trưởng. Nét cười trên mặt Bùi Đông Lai không dịu xuống. Kế tiếp có phải ông muốn nói chỉ cần ông ra lệnh một tiếng thì mọi chuyện của ta nhất định sẽ bị điều tra rõ ràng, sau đó ta sẽ bị giam vào ngục hoặc ăn kẹo đồng trăng. Tần Phong khẽ nheo mắt lại, bởi vì ông ta cảm nhận được, thái độ của Bùi Đông Lai lúc này không phải là thái độ nói chuyện của vãn bối với trưởng bối, cũng không phải sự kính sợ giữa giặc cướp và cảnh sát, càng không phải là thái độ của người bình thường với người cầm quyền, mà là thái độ ngang hàng nhìn thẳng, ánh mắt nhìn còn mang theo vài phần đùa cợt, khinh thường. Cậu cho là có Bùi Vũ Phu là chỗ dựa nên ta không dám động đến cậu sao? Bùi Đông Lai khiêu khích khiến cho giọng nói của Tần Phong càng thêm lạnh, dường như tùy thời đều có thể xuống tay với Bùi Đông Lai. Coi như không có qua tử, ông cũng không dám. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Bởi vì ông không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh tôi vi phạm pháp luật, trừ khi ông lạm dụng quyền lực. Tần Phong nhíu mày. Tôi từng nghe người ta nói rằng phương pháp của cảnh sát hay dùng với hắc đạo là cứ nuôi dưỡng từ từ, thời cơ chín muồi thì sẽ xuống tay. Thế cục nửa trắng nửa đen cần phòng làm việc đứng ra. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Mà muốn động tới đại ca hắc đạo của một tỉnh thì ít nhất cần các ông ở đây lên tiếng. Còn muốn động tới người có thể quyết định tới hắc đạo cả vùng Trường Giang và Nam Cảnh, ông cảm thấy một câu nói của ông có đủ không? Sắc mặt Tần Phong đã khó coi. Không thể. Bùi Đông Lai tự hỏi tự trả lời. Bởi vì việc đó liên quan tới lợi ích của rất nhiều người, các ông cần biết rằng cho dù các ông có điều tra ra đi nữa thì vẫn cần thông qua sự phối hợp của một số ngành khác và sự gật đầu của cả cấp trên. Xem ra cậu thật sự không sợ hãi sao? Tần Phong giận quá nở nụ cười. Lúc này Bùi Đông Lai lại lựa chọn im lặng, hắn lấy một điếu thuốc lá trong túi ra, không cần Tần Phong đồng ý đã tự châm lửa hút. Bùi Đông Lai, cậu quả thực rất ngông cuồng, rất càn rỡ. Bùi Đông Lai mặc cho lửa giận của Tần Phong bạo phát. Ông cho rằng tôi không làm được, như vậy chúng ta cứ thử xem. Coi như ông có thể làm được thì cũng không phải bởi vì thân phận bề ngoài của ông, mà vì ông là người Tần gia. Bùi Đông Lai nhả ra một vòng khói, nói.
Huống chi với tôi mà nói thì như thế cũng chỉ coi như ông làm tôi tổn thất mất một nguồn thu mà thôi, cùng lắm thì tính là động chạm tới gân cốt, không thể chết được. Bùi Đông Lai, tôi thừa nhận cậu rất thông minh, chẳng những làm việc không lưu lại dấu vết mà hơn nữa còn không có danh tiếng ở Đông Hải mà lại có thể âm thầm nắm trong tay tất cả chuyện này. Mọi việc đều đã rõ ràng, Tần Phong cũng biết căn bản không thể làm gì Bùi Đông Lai, chỉ có thể tung đòn sát thủ. Nhưng tôi cho cậu biết, nếu cậu cho rằng chỉ dựa vào cái danh đại ca Hắc Đạo đã đủ tư cách bước vào Tần gia thì đó hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Mặt khác, tạm thời không có đề cập tới việc cậu có tư cách bước vào cửa Tần gia hay không, nếu cậu không cắt đứt quan hệ cùng với Hắc Đạo thì cả đời này đừng mơ bước vào đại môn của Tần gia nửa bước. Thật xin lỗi, bởi vì tôi đã đáp ứng lời phó thác của người kia, đồng thời cũng hứa hẹn với một người khác cho nên tôi không thể vứt bỏ những chuyện này. Bùi Đông Lai nói xong, chậm rãi bóp tắt tàn thốc, bình tĩnh nhìn khuôn mặt Tần Phong đang phẫn nộ mà gằn từng chữ. Tôi tới Tần gia không phải vì lợi dụng hay tìm chỗ dựa, tôi chỉ tới vì người con gái của tôi. Mày! Tần Phong tức giận chỉ tay vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không rảnh mà để ý, hắn đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà, ngay khi chuẩn bị ra khỏi văn phòng, hắn dừng lại nhưng cũng không quay đầu, nói. Trở về nói cho Tần Hồng Sơn, đại môn Tần gia tôi chắc chắn bước qua rồi. Ngày tháng qua mau, thời gian như thoi đưa. Bất chi bất giác năm mới đã qua, Bùi Đông Lai ở trong biệt thự Côn Ngọc Hà đã được 10 ngày. Trong 10 ngày qua ngoại trừ Tần Yến và Tần Phong khảo hạch Bùi Đông Lai ra thì không còn thành viên nào của Tần gia nào động tới hắn nữa. Như thế Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao khi hắn gặp Tần Phong cũng đã nói nhiều lời tục tĩu, cơ hồ đã hoàn toàn xé rách ra mặt, Tần gia tiếp tục cử người ngăn cản Bùi Đông Lai cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ vẩy khắp Yên Kinh, mang đến một tia ấm áp cho mùa xuân. Vì nhiệt độ không khí khá thấp nên Côn Ngọc Hà có hiện tượng kết băng, người tập thể dục bên bờ sông đã vắng hơn một ít. Bờ sông Côn Ngọc Hà, Bùi Đông Lai đang luyện một bộ quyền không rõ tên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Những người tập thể dục thấy Bùi Đông Lai đánh quyền thì sôi nổi đứng xem. Mặc dù bọn họ không phải lần đầu thấy Bùi Đông Lai luyện quyền nhưng chỉ là bọn họ vẫn rất tò mò, người trẻ tuổi như Bùi Đông Lai sao lại có thời gian chạy tới đây luyện võ. Tầm tuổi của hắn lẽ ra phải ở trong trường học cố gắng vật lộn mới đúng. Cho dù tò mò nhưng suốt 10 ngày qua bọn họ cũng không tiếp xúc với Bùi Đông Lai, phần lớn chỉ chào hỏi thoáng qua, mỗi lần Bùi Đông Lai đều mỉm cười chào lại. Vì ở đây có rất nhiều người chú ý nên Bùi Đông Lai không lạm dụng đánh hỏng cây cối hai bên bờ sông, mỗi lần đều đánh hụt quyền. Liên tục tập 5 lần bộ quyền pháp không rõ tên mà qua tử dậy, Bùi Đông Lai ngừng lại, phong bế lỗ chân lông rồi đột nhiên buông ra, sương mù nháy mắt bao phủ toàn thân hắn khiến cho những người xem xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ. Xem ra đã đạt tới cánh cửa ám kính đại thành, bất quá lại gặp phải bình cảnh. Không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Bùi Đông Lai nhớ lại trong quá trình luyện quyền vừa rồi mình có thể nhẹ nhàng phong bế lỗ chân lông không cho kình lực tiết ra ngoài, nhưng lại chỉ có thể đem kình lực tập trung lên hai tay và hai chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.